sau lưng kỷ niệm phải chôn vùi. Tôi đứng đây sao ngờ mình đã chết lâu rồi. Ở ngoài kia trời đang cơn mưa tuyết nhưng chưa giá lạnh bằng trong sâu kín của tâm tư. Tôi đã cố quên nên muốn làm kẻ đạo mộ chốn kỷ niệm, không ngờ mình lại thấy vậy nhớ thương. Càng cố nghĩ quên là càng nhớ nhiều hơn, nhưng biết nghĩ làm sao khi đã có khi yêu rồi. Ông này lạ thật, tôi chỉ nhờ ông chọn dùm màu áo cưới, vậy mà ông nói những lời như hờn trách xa xôi. Vì chính ông là kẻ bị phủ bạc tình yêu. Vâng, cuộc đời đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không định được. Tôi không phải là người đại cát nhưng cũng được người yêu và cũng có nỗi buồn. Đã có lần tôi chua xót đứng lặng yên khi tôi bị người ta bắt phải chọn màu áo cưới để tiễn người yêu cất bước theo chồng. Lần này đây vô tình tiểu thơ nhờ tôi chọn màu áo cưới và tôi cũng chọn màu hồng, khiến lòng tôi như bị ai khơi động nên đạt khi đào nỗi nhớ niềm thương. Nghe ông nói tôi bỗng nhớ đến người tôi yêu, đang bằng lòng với hạnh phúc sắp nắm được trong tay nên mới dứt khoát xa người yêu cũ, thì còn gì để cho bà nhớ nữa. Ông biết gì về tình cảm của người ta mà ông dám nói như vậy? Đi đi chỗ khác đi, đem mấy sắp đũa này đi đi, ta không mua gì cả. Ơ kìa, cây trăm, tại sao ông có chiếc trăm này? Thưa bà, trăm này là của một kẻ không quen, đã nhờ tôi trao lại cho một người tên Giang Minh mà anh nhớ mãi trọn đời. Rồi hắn bỏ đi không nói qua tên họ. Sao chiếc trăm này lại gái làm đôi? Tại ông dối đánh rơi hay người ta quyến hoài? Thay trăm gái đôi tôi hỏi lại cho rằng sao anh ấy lại đoạn tình? Tại sao anh ấy không còn yêu tôi nữa? Ông biết nhiều về người ấy, về ông hãy nói cho tôi rất cần nghe. Kẻ ra đi còn nhắn lại điều gì? Xin ông đừng giấu nữa mà chi. Thưa bà, hắn nhờ tôi và hắn muốn, hắn đã đi xa và chỉ cậy tôi tìm cách vào đây bán lụa cho bà. Khi gặp lại bà trả lại dùng cây trăm nói qua tình yêu chưa nở trở lại đoạn đường ông đã đi qua và gặp lại người khách độc hành vào đêm trước.
Ông mới cầm chiếc cầm này giao trả lại và nói rằng cô gái Giang Minh đã chết từ lâu rồi. Tình đã trao đi không đòi lại bao giờ. Nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa thì kể nhờ chiếc cầm này tôi đánh mất từ lâu. Còn riêng tôi thì tôi đành chấp nhận thương đau vì để cháu buộc tôi vào khuôn khổ. Yêu chị Phúc Nhi để suốt đời thương nhớ, làm vợ để buồn để mơ mộng hướng trời xa. Tội nghiệp Giang Minh quá. Ông vừa gọi tôi đâu phải không? Dạ không, tôi nói tội nghiệp cô nương. Nhưng theo tôi nghĩ sự thế đã như vậy rồi thì còn nuối tiếc làm chi cho thêm khổ. Trong cảnh ngộ này tôi chỉ biết xuôi tay nhìn mũi tình đầu dáng dơ và tự coi mình như chết đi hẳn. Sau này ông còn gặp lại tôi thì đó là một Giang Minh không có linh hồn, không biết thủy chung, không tình không nghĩa. Phận làm con công vượt qua đạo lý thì xin góp vào đời một thể xác vô tri. Người tôi yêu giàu đã Thiên Phương, Thiên Phương, Ngải Lương, thằng tiểu nhân, buông ta ra, buông ta ra. Có điện trung đây, Ngải Lương đừng vô lễ. Tên khốn kiếp đã bỏ chạy rồi. Thiên Phương, Thiên Phương, nàng hãy tỉnh lại. Điền Trung, Thiên Phương, nàng hãy gượng đứng lên, đứng lên cho cao giỏi giỏi như đỉnh Phu Sĩ Sơn. Để anh nhận ra trong gương mặt kiều diễm của nàng tiềm tàng biết bao nghị lực. Chàng ơi, giọt mưa tu còn sụt sùi và mùa đông giá rét lại sắp sang. Nhưng em vẫn biết rằng đó là vũ trụ đang tai nghiến một mùa xuân. Vì kính yêu chồng, vì trọn đảo Tàu Khang, dẫu tóc bạc em vẫn tin có ngày chàng trở lại. Thiên Phương ơi, nàng là một vị nữ thần cao cả, còn ta là một kiếm sĩ vô tâm. Nàng hãy đứng nghiêm trang để cho Điền Trung này được ăn năn hối hận dưới chân. Để nhớ lại nghe rằng ai là kẻ phụ phàng, ai là người không đủ nghị lực giữ vẹn lời thề ghi trong cánh quạt năm xưa. Thiên Phương, anh hay nàng, phải rồi, Điền Trung là kẻ phụ rải vợ hiền cười vui duyên mới. Suốt đêm lùng canh tàn trong khi đôi mắt nàng vẫn long lanh lời ước cũ thề xưa. Bạo lực của sứ quân,
nhắm mắt xuôi tay mặc cho đời trôi theo dòng kèn tiếng quyền. Còn vợ anh, người đàn bà dưới tay chồng say khiến, từng khóc vì bản tánh nhu nhược yếu hèn, ngày nay lại nghĩ trơ trơ thước gươm bén cường quyền, thà chết đi mà giữ vẹn lời nguyện. Tiền trung trong những ngày đông lũ chim hồng trốn lạnh vô kinh xuống phương nam, đàn chim kia mới biết quý trọng mùa xuân nắng ấm. Em không tin rằng chàng có thể quên nhau khi hương lửa vẫn còn nồng đậm, và em vẫn giữ tròn bổn phận đối với người chồng duy nhất của em. Làm sao có thể quên khi mà giữa chúng ta vẫn còn một kẻ sơ sinh cần hướng câu phụ tử thầm tình. Đây là con của anh, đây là con của chúng mình. Em tin tưởng đến lúc trưởng thành nó sẽ là một tráng sĩ khôi ngô. Ai báo động? Thích khách đâu? Ngươi là ai? Thích khách. À, thì ra nhà ngươi tên sai xưa mà ta đã tha cho mạng sống, vào đây đi tìm cái chết lần nữa có phải vậy không? Ta đã vào đây thì đâu có mạng sống chết, mà quyết lòng giải thoát Lý Thiên Kim. Mà nhà ngươi bắt giam từ hôm nọ, sau một hôm so gươm ta đành chịu nhục, trong dịp này ta quyết gội rửa thanh danh. Nhà ngươi đã một lần tỏ sức hùng anh, chưa thắng nổi được ta, giờ đứng giữa ba quân thì làm sao mà chiếm lại được Lý Thiên Kim? Nàng là vợ sắp cưới của ta, mi đã dùng bạo lực của ông vua mà cướp đoạt. Không, ta là một vị vua tôn trọng sự công bằng. Nàng thuận ở đây để đổi lấy mạng sống của cha già. Một sự đổi chác à? Và ngày mai khi phát pháo khai quân, đầu nhà ngươi được treo trên lá cờ của vĩ. Ta đã nguyện sống chết tại đây rồi, hãy giết ta đi. Xin đại hãn dừng tay trảm quyết, và xin cho Lý Thiên Kim bài phân lời ghi son sắc. Sao chẳng chút thương tâm mà toan rẽ phụng lìa loan, đời tung hoành dọc ngang đành tâm chi cướp vợ giết chồng. Chàng được toàn thân xanh, ngài rạng danh má thượng anh hùng. Ôi còn đau xót nào hơn khi người vợ hôn phải đem thân ngà dốc ngọc hiến dâng cho kẻ phàm phu tục tử, đang sắp bị bão tố cuồng phong vùi dập đời qua cho ra cánh sơ đài. Bờ mắt đau thương giờ đang ngập lệ sông đầy, ta thẹn bây cho mình cũng tấm thân bãi thước, trơ mắt nhìn người vợ đang bị dài xéo tiếp linh, mái tóc phất phơ giữa màn sương lệ lung linh. Ta cắn răng cho môi mình rõ máu, ta khóc hôm nay chẳng phải sợ loài tàn bạo, mà ta khóc cho ta đang tự đào huyệt chôn mình. Hàng Lăng Thiên Kim, ta mong Kha đại hãn sẽ đem độ lượng kẻ thù mà cho ngươi sống trong ngục tù khóc thương cho đôi tai bất lực. Trời ơi trời,
đại hạn, xin đại hạn hãy mở rộng thêm lòng chút nữa mà tha cho chàng ốm nỗi tuyệt tình, để một mình thui thủi trở lại quê hương. Ngày tháng lê thê trong đau khổ thê lương, còn hơi thở những cuộc đời như đã chết. Hàng thế châu tiếp đã chọn rồi, xin chàng đừng thương tiếp đem chút băng trinh mà đối mạng cha già. Nếu sầu gạt lệ chia xa, nếu còn thương tưởng xin đi là cố nhân, tớ tình đừng dương bước đi chân, xem như thương ngộ một lần này thôi. Quân dạ. Truyền giam vào ngục tối. Hàng tông bên em sẽ hát ru anh ngủ. Ngủ đi anh, giấc ngủ bình yên. Hãy ngủ đi anh. Sai nồng cầu xin giấc mơ bình yên. Kìa hàng công tử, ta được đưa đến đây từ lâu rồi, từ đổ gã kia vừa khép mắt theo tiếng ru tình tứ. Công tử đến đây, giờ chiến đấu sắp đến rồi, và chỉ có một kẻ được quyền sống mà thôi. Kìa, tại sao nàng quay mặt? Tôi không muốn khóc cho một người nằm xuống, tôi không muốn cúi đầu tiễn biệt một người thân. Thà rằng ta chết đi mà được nàng khóc tiễn đưa về bên kia thế giới, còn hơn là ta sống đây để nhìn người vợ mới chưa bước đến hôn nhân mà đã bạc trong lòng. Như vậy còn khổ đau hơn là được chết một mình. Thà rằng hôn nhân kia nàng không chấp nhận mà cứ bỏ ta một mình sống mãi với cô đơn, như vậy vẫn còn hơn là hiện giờ ta đang nghe tâm tư mình xáo trộn suốt từng đêm và từng đêm không ngủ, nghe tiếng lá thu rơi mà cũng chợt thấy buồn. Tôi biết mình đã làm khổ nhiều cho kẻ khác, nhưng rồi sẽ qua đi, ngày mai là một đổi khác, có thể chúng ta đang hướng về một thiên đường. Thiên đường xưa ta đã dựng lên, giờ đây không còn nữa. Người ta đã nhẫn tâm phá tan thành tất cả, và ta đứng giữa trời nhìn lại đống tro than. Cô còn gì buồn hơn nữa hay không, khi kỷ niệm đã chôn vùi trong đổ nát. Ta cúi đầu mà rưng rưng nước mắt, tự nghĩ mình như nghĩ kẻ lạ đang đứng bên đường. Không biết rồi mùa xuân có trở lại hay không, cho ta được thấy nắng hồng và hoa nở, hay mùa xuân đã mất đi từ dạo đó, nghi bỏ lại một trời sầu chất ngất thiên. Lòng như tiếc nhớ bóng dáng anh.
lầm trong đáy lòng. Kìa, Trường Lễ Trúc Hà, Trường Sơn Vũ, anh nàng đâu rồi? Anh Băng Hồ. Nàng khắc gì trên vách đá? À, em định khắc tên Trường Lễ Trúc Hà. Không. Chứ nàng khắc gì trên vách đá? Hai trái tim. Sao nàng lại khắc hình đôi tim? Phải, em định khắc đôi tim đang chung hòa nhịp thở. Nàng khắc nó để làm gì? Để làm gì em cũng không biết rõ, nhưng có lẽ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi một mùa xuân về đây ấm lại tuổi đương thì. Ngày tháng tương hợp, mong anh em thầm lo sợ vui tân kỳ. Đêm từng đêm nước mắt sầu theo qua trên gối, những tiếng chân buồn len len bước nhẹ vào rình rập từng giờ. Những lúc anh thẫn thờ ủ rũ, nghe anh thở dài em cũng thở dài theo, cùng âm thầm chia sớt nỗi hoành hiu. Em muốn khóc vì sợ anh nhớ đến một người con gái. Một người con gái, Mộng Thiên Lan. Anh vừa nói đến tên ai? Cát Mộng Thiên Lan. Người ấy là ai? Là ai hả anh? Nàng là một người con gái yêu kiều quê cát, đã cùng tôi uống trọn giọt thơm tho trong vòng môi mật đắng. Thề nghi thủy chung chia sớt ngọt bùi. Trời, quyền giới trăng trong chờ kết hôn đôi đời. Nhưng bỗng dưng ai đem trò dâu bể nát mộng tương phùng chia cách đôi tim. Thân lạc loài sầu chích cánh quyên ương, rời thương mến để làm thân tử tội. Nàng xa tôi chắc cũng đang sầu tóc rối, và mẹ già cũng đang mòn mỏi vì nhớ thương con. Trường Lễ Trúc Hà, bỗng dưng nàng cũng âu sầu giả dưỡi, tại sao vậy? Tại vì tôi ghét anh, tôi giận tôi. Tôi sẽ đập nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh dung. Trường Lễ Trúc Hà. Cát Mộng Thiên Lan quận chúa đẹp hèn nào, đó là cái vốn trời cho. Im, nàng đừng tự phụ kiêu căng. Ta có thể dùng dao rạch nát mặt mình, cho gương mặt kia xa thành ác quỷ hung thần. Kìa, người ta tội gì mà nàng đòi rách mặt? Tại vì tôi thấy ghét anh, coi bộ anh si mê nàng quá nặng nên nàng ta mới lên mày lên mặt. Nàng tưởng rằng ta đã bị bắt đến đây là ta phải có lòng e dè kiếp sợ. Các Mộng Thiên Lan hát kém hèn ngon nữ thật, còn ta hát lại sợ một nàng quận chúa. Hiện giờ đây đang lâm cảnh cá chậu lòng chim. Tôi xin hai người đừng lớn tiếng nặng lời. Ông không can dự gì xin hãy dẹp một bên. Trúc Hà, Thiên Lan, bây giờ nàng muốn gì? Nàng muốn gì ta cũng chẳng nung nào. Hai người không muốn nghe tôi nói một lời thì thôi, xin vĩnh biệt. Băng Hồ, giờ anh định về đâu? Về đâu cũng được. Trúc Hà, Thiên Lan, đời tôi giờ đây nào khác chi cánh phụ bình giữa ngàn giông tố. Nào biết phải về đâu khi số kiếp đeo mang là chờ đợi để chia lìa. Mộng ước đi nhỏ nhói mà không đạt được bao giờ, làm sao tìm được bếp lửa hồng thân ái,
sưởi ấm thâm tình mà kể chuyện tan thương. Trúc Hà khuyên lắm, đừng nói nữa những lời đau xé ruột, tôi đang buồn nhiều trong cảnh trạng đau thương. Thôi thì thà chia tay đôi ngã đôi đường, để quên lãng những chuyện buồn quá khứ. Còn hơi thở em vẫn mang theo xuống mồ để thủ thỉ chuyện ngày xưa, làm sao quên được trong những đêm buồn nghe gió đón đưa trăng nhỏ lệ giọt rơi thềm sương lạnh. Hai đứa mình ngồi nhìn trăng sáng nói chuyện tâm tình cho đến tàn khuya. Đã mất hết rồi nhân thế ơi, trăng xưa giờ đã vỡ tan rồi. Hắt hiu giọt mới thềm sương cũ, đang dẫn đời trăng của tôi. Phải làm sao bây giờ? Xuyên đào băng hồ con ở đâu? Nửa đêm về lạnh gió đưa sầu. Mẹ trong đèn vắng chờ con đó, nhặt lá khuya buồn. Phải về bên mẹ dầu phải chết. Trúc Hà, Thiên Lang xin vĩnh biệt. Xin đạo băng hồ, băng hồ. Đêm tiếng đưa
rưng rưng chuối lệ sầu. Trót hẹn cùng cừu nhân tối nay, chớ xót thương dựng tin anh về đây. Em sợ mình chia hai lối đi, anh lẻ loi cũng em sầu kinh. Ở châu ơi anh sẽ về đây đón gió nửa khuya lai ngàn sao rung, để nhặt cho em cài lên tóc rối làm lễ thành hôn trên nền có dài em hái đời trai anh hái môi hồng. Em sẽ chẳng còn đơn tiếc và anh đây cũng không cô độc lạnh lùng. Ta cùng dắt nhau về ải nhạn bắt bướm chăn tù dưới tảng mù sương. Nếu có nắng em hông xuôi tóc để đem về đắp lạnh cho anh. Trời có mưa anh hơ môi đỏ bằng nồng nàn hơi thở yêu đương. Em trốn vào anh và anh đây cũng trốn vào trong em mãi mãi. Dù yêu trăm tuổi như đôi thừa, xa cách dài canh tưởng cả thù chưa muốn lắm, năm này dành trọn để cùng vui. À châu ơi anh thương em nhiều lắm, càng thương em anh càng nghĩ muốn mau thanh toán hận thù rồi che gươm đau thành lượt dải tóc người yêu. Nhớ những lúc giàu sanh ra tử anh đây khinh thường xem tự trò chơi. Hôm nay anh cảm thấy băn khoăn trong dạ, phải rồi ngày xưa ta chẳng bị ai ràng buộc. Bây giờ có mặt A Châu nên tánh mạng kiều nghi phong này quý giá làm sao. Ngủ đi em chớ buồn đau, cánh này tạm biệt cánh sau sung dây. Kiều Phong, Kiều Phong, trời ơi anh đã đi, tình ta chấm dứt từ đây. Anh về là để vui thấy nhân tình. Đoàn Chính Thường, hãy tiếp đón hàng Long thập bát trưởng của ta. Kìa, tại sao những người đứng yên không chống đỡ? Trời, A Châu, anh đã đánh A Châu, anh đã giết em. Trời ơi, anh là kẻ gây nên tội. A Châu ơi, em hãy tha thứ tội cho anh. Tội của ai trên tâm thân em sẽ nói rõ ràng. Anh hãy nhìn đi, đừng sợ em phiền, đừng lo em thèm. Vì cuộc đời em từ nay trọn vẹn tội ác là tiếp tay anh sát khi anh
mắt em. Mai này anh sống với phiền như chim lẻ bạn trong mưa gió, sám hối ngày đêm loạn nổi niềm. Kẻ sám hối là em mới phải, vì đã cố tâm gả người dối ngọn cánh tay anh vì ngoại thân. Bỏ cuộc yêu đương trong lúc cùng nhau đi giữa đường trần, bỏ gió bỏ cánh bỏ lời trên dòng nhớ thăm chiến từng nơi kỷ niệm. Ai dâu, trời ơi em đã chết rồi. Đang nằm bất động như cánh hoa trôi, đời là dòng suối anh là mây bay. Mây chìm trong suối chở cánh hoa sầu, như trong tay anh có em gần gũi mà chẳng hiểu nhau. Về đâu em hỡi, về đâu, về sông hay biển nghe sầu lẻ loi. Sông tình nổi với sông đời, cho mấy giờ cánh hoa tôi dịu dàng. Bỏ anh đằng sau hoa châu, tuổi đời còn trẻ tình đâu còn thôn. Vùi em xuống đất mà buồn, chư tướng hãy tiêu diệt cho hết bọn cướp Âu Mã Lân cho ta. Âu Mã Lân, ta vua Ba Tư Nặc thống lãnh binh hùng, thề quét sạch lũ Cường Sơn của chúng bay. Nếu thức thời kịp bó tay nạt mình, may ra được còn mạng sống. Ba Tư Nặc, người đã dẫn binh vào nơi tử địa mà tưởng mình là quân đông thế mạnh, kia ngươi hãy nhìn binh điều lốp lốp phơi thay. Ôi đi, quân Sơn đầu hàng ngũ sắp giả tan xác với xác gục nằm chồng chất ngổn ngang. Sao mi chưa biết mình còn khoác lác quên quang. Nếu có giỏi thì quét sạch một trận đi, xem kẻ bại là ta hay chính là mi. Chớ đừng dùng nhiều lời lắm tiếng mà chi. Thật kẻ ngông cuồng mới dám đương cự cùng ta. Chúng bay có chết cũng đừng ân hận kêu ca. Hãy xem ta biến nơi này thành bài ta mang. Hỡi chúng sinh đừng tranh giành sát hai, vì cái con người như mây bay nước dài. Thụ hưởng nào được bao lâu mà chém giết để đào sâu quyết hải thâm thôi. Kỳ đạo sĩ, người muốn gì? Ta muốn đem ánh sáng từ bi viên hút mây mù cho chúng sinh thấy đời là vắng cầu, sự nghiệp tơ đồ như bọt nước phù du. Từ bậc dương hầu cho đến hạng cùng binh, nó đoạt lợi tranh quyền em giết hăng say. Nhưng chẳng qua ba vạn sáu ngàn ngày thì đã vui tay trở về phấn thầu. Là vua đảm có bổn phận từ giặc loạn cứu dân. Mi là vua đất nước, ta là vua núi rừng. Nếu mi xâm lấn địa phận của ta, ta thề quyết cùng mi một con một mắt.
Chém giết lẫn nhau, kẻ chết thảm đau, người sống tan lòng nát da. Tội ác hại mạng sát sinh, phải mang vào mang cái nghiệp quá muôn đời. Từng phút từng giây nó cứ đeo đặng mãi không rời. Ngài nhắm mắt lời quyền không đem theo được, chứ tội phước buổi sinh tiền một bước chẳng lìa ta. Giết nhau chi gây tội ác quan gia dây, rồi cả cả dây mày mày. Tốt hơn ta thuận hòa nhân ấy, khỏi quán khỏi thù, khỏi phải sầu lo. Lâu La, dạ, hãy chuẩn bị thi hành. Âu Mã Linh rút Lâu La lên núi, tạ đá lăng cây giết hại binh triều. Đạo sĩ kiếp tránh đầu ngựa, cho đẩm xua quân lên tiêu diệt bọn chúng. Tiêu diệt được bọn Âu Mã Linh, phải ắt quân triều phải có nhiều người gục thác, mà trừ được thảm họa cho muôn dân, khỏi phải hy sinh tương binh như thế. Quật Dương kịp thâu quân về, để ta thâu phục Âu Mã Lân cho. Nhưng Âu Mã Lân là tương cướp núi, không chút lòng nhân, cũng chẳng biết thiệt hơn hùng binh mà còn chưa trừ xong. Nhưng ta nguyện đi vào hổ quyệt, tức tình bọn bảo tàng có mong gì được thành. Ta dốc cứu muôn ngàn binh, khỏi phải hy sinh. Nếu ngài thâu được Âu Mã Lân thì đắm nguyện suốt đời bay phục. Mặt ngược lại ta thọ hình được rồi. Quân phản hồi. Sư phụ ơi, rất đội tướng mạnh binh đông, còn đánh dẹp lũ cường sơn chưa nổi. Huống chi sư phụ chỉ biết niệm kinh lần chui, thì làm sao có thể chinh phục được tên cướp núi hung tàn. Quế cháu, con đừng cản thầy. Kẻ bảo người ác mặc cho họ tu xác tranh giành, thầy đã gác bỏ những điều thế sự, sao còn canh giác làm gì những cách chi vũ hiểm nguy. Thầy vào ổ sói ăn hùm ác bị giết đi, bằng không thì trở về nhà vua cũng bắt tội. Sư phụ có thể nào còn ai dẫn đường chỉ lối, dìu dắt chúng con trên bước tu hành. Tu hành gốc ở lòng từ bi, bác ai minh vật thương người. Ta có bổn phận cứu độ tất cả chúng sinh nhân loại. Sư phụ ơi, Âu Mã Lân là tướng cướp khát máu hung cuồng, thầy vào đó ắt không toàn mang sống. Con ơi, thầy đã quyết chi xả thân cứu đời, thì đâu nỡ an nhìn cảnh máu đổ thay thôi của những kẻ mê tối lạc lầm. Họ hăng say câu xe băm dầm để giành lấy cuộc sống tạm thời, mà bỏ mất chân linh cao quý. Thôi con kịp lui về để thầy liều thân đem diệu quyền chân lý cứu giúp lỗ cô phu thoát khổ lụy mê đầu. Sư phụ đã ra đi, mang ngọn lửa từ bi nhen nhung cho cả rừng cây còn. Đạo sĩ, ta chạy nổi tiếng là ngựa đua không kịp, thế mà nay rượt bắt không được mi. Ngươi có gan trở lại đây cho ta chém đầu theo lời thể nguyện. Này Âu Mã Lân,
ta chiều y ngươi mà trở lại đây. Nhưng ngươi có chiều y ta mà bỏ con đường tội ác trở lại đường lành hay không? Thôi đi, nếu ta không cướp của sát nhân thì vợ con ta phải chịu cảnh cơ bận. Bọn lâu la lấy gì để sống? Sắc không này ngày đổi mãi thay như khói thoáng mây bay. Lúc tuần hoàng dây đã trả dài, phước hưởng tội đền chẳng sót mãi mày. Thôi thôi, mày đừng nên lý luận dài dòng. Ta chặt đầu ngươi xem cuộc thắng về ai. Tướng công ơi, Phật đã dạy nhất kiếp bất tu ngàn kiếp cô. Sao tướng công chẳng sớm hồi tâm giác ngộ cho qua tình thương rực trố buồn màu. Ngọc Tuyền, anh chỉ vì vợ vì con. Tướng công muốn cho vợ con sung mi sướng sang giàu, mà táo giàu sang trong nhút nhơ tội ác thì cô chắc gì nhà là thành thôi. Mỗi cơn gió lùa lá rụng qua rơi, thiếp chành buồn lo cho tướng công gây tội ác vậy này. Chẳng biết ngày nào đây phí dọn mình trả qua. Kiếp nhân thế như phù dân mà khổ trí quyền thâm, vì tham dành nhau giết nhau, ngày chung cuộc cũng đành phủi sạch. Nhưng nếu ta bỏ nghề thì gia đình đói nghèo. Tướng công cứ theo Phật tu thân, xa lánh việc bất nhân lo trao dồi đức hạnh. Dù mẹ con thiếp cô sống đời đói lạnh, cũng thấy mừng vui với cánh cơ. Chớ hiện nay tuy thiếp sống trong những gấm bạc vàng, mà lòng thắt thẻo như tên tội đồ. Chờ hình phạt tương lai chỉ toàn thấm thấm một màu đen. Tướng công xuân em gươm đau, theo thầy niệm Phật ngài sáu thanh nhàn. Con y thơ thiếp đi nguyện chú toàn cho chồng an già trên đàn từ bi. Bà con ơi, điện đá điện đây chồng con chưa có kiếm luôn. Trời ơi, sao dân chúng kẻ gậy người hèo đánh đập người này sể mặt bể đầu máu me dầm về như thế? Hãy kéo nhau, ai về nhà nấy mau. Ngài ơi, cứ để họ đánh tôi máu rơi thịt nát, cho mã lân này có đền trả lại bấy nhiêu tội ác của tôi. Người là Âu Mã Lân hay sao? Phải, tôi là tên Lý Cường Sang, hung tàn khát máu. Nhờ đức từ bi đem thiết quyền di của lẽ đạo, dìu dắt tôi ra khỏi mê đồ tội ác quan thiên, để xả thân tu hành tạo lấy phước duyên. Ta không ngờ một phương cướp thường tung hoành làm thiên hạ kiếp vía tình tâm, nay đã giác ngộ tìm về đạo lý quyền thâm. Cam chịu bỏ mình cho dân chúng hành hình thịt nát máu rơi. Ngài ơi, mặc cho thịt nát máu rơi hay thân này có tả tơi thành tro mặt, tôi cũng nguyện bỏ đi thể xác để tìm ra chút an vui siêu thoát của linh hồn.
mỗi làng roi chiếc gậy của thiên hạ đánh lên. Lòng tôi thấy lâng lâng cảm giác như trút gỡ đôn thần tội ác từ lâu. Lẽ từ bi thật quá nhiễm sâu, có quyền năng hơn cả hùng binh vọng tướng. Cao quý thay sự giác mê hồi hướng, ôi lành thay câu chân lý diệu huyền. Tôi gây ra điều tội ác dẫy đầy, giờ đây tỉnh giấc cuồng say. Vậy ngài hãy bắt tôi đi, đem ra nơi công pháp gia hình cho tôi đền tội tình. Âu Mã Lân, người đã quyết xa lánh cuộc sống phi nhân để trở về con đường chánh lý, trước khổ hạnh kiên tâm xả kỹ, người đã trở nên bậc chân tu cao quý đường hiền. Tội ác của ngươi đã gội rửa bằng câu chân lý diệu huyền, lòng chánh giác khiến ta cảm phục, nguyện đem tiền của giúp người để sám hối tu thân. Công của tiền đã xui tôi làm chuyện không lành, nay tôi quyết xa lánh nó, cũng như lánh xa hùng giữ chỉ lo nuôi dưỡng tâm hồn hai chữ từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. Những âm thanh gì kinh khiếp quá. Thầy chân, thầy chân, chúa công, sao chúa công lặng yên không nói mà vẻ đau sầu đậm nét giữa lòng nhan. Thầy chân ơi, ta yêu nàng hơn cả ngai vàng, nếu phải xa nhau không biết ta sẽ sống ra sao trong cuộc đời hiu quạnh. Thật thiếp nguyện sẽ suốt đời kề cận long nhan, để cùng ngắm trăng thanh cùng nghe nhạc gió. Nhưng đã xa rồi những ngày quá mong. Thầy chân ơi buồn biết bao, nếu mai đây tàn cơn binh lửa, mình ta trở lại Trường An nhìn dòng nước Dị Ương soi bóng riêng mình. Lìa thay dịch cung để bông ba muôn dặm tường đình, ôi đôi gót son mềm quen bước trên gâm dốc này bám đầy các bụi đường xa. Cung điện thiêu nàng sẽ quan vắng tờ tha ma, ngữ quyển vắng nàng nghỉ trăm quá không nở nữa. Ta sẽ suốt đời thẹn với cỏ cây gì có đủ quy quyền mà không giữ được người yêu quý. Thiệp chỉ xa cách chúa công khi không còn sống. Nàng vừa nói là chỉ chết mới xa ta. Thiếp sẽ hầu hạ long nhan cho đến khi tàn hơi kiệt sức, dù phải lê chân khắp nẻo đường đất nước, từ đồi núi quan du đến đồng xanh trái ngọt cây lành. Để bóng hầu chung rượu nồng cho ấm lòng giữa giá lạnh đông thiên. Ở ngoài kia trời đã vào đêm, thiếp sẽ cất tiếng hát đưa chúa công vào giấc ngủ.
lòng thiên tử quên những đau sầu của chuyện can qua. Những tháng năm qua mau ngày xuân chìm trong băng giá, mong ước cũng phai cầu đời trôi như giấc mơ. Không quyết định của thanh quân không, ngựa đã thả cương, người buồn khí giới, chờ quyết định của thanh quân yên lòng chiến đấu bảo vệ cơ nghiệp của tiên vương. Mọi người muốn gì? Mọi người muốn vương quý phi phải chết. Tướng quân hãy bảo với mọi người là vương quý phi sẽ chết. Chết chúa đẹp giả ba quân vui lòng, sĩ tốt vui chung một đời son sắc, chúa thánh quân bền dựng ngay. Sẽ cô độc giữa hoàng cung quanh què. Nếu khi xưa thiếp thần có điều chi lầm lỗi, giờ phút này xin tha thứ cho nhau. Chính ta mới cần quý phi ban cho lời tha thứ. Ôi dông báo từ ngày đâu cho ngọc khi nát châu chìm. Thiếp thần xin vĩnh biệt thân quân. Quý phi, quý phi nàng đã chết, mình ta cô độc trên đời, nàng đã ngủ rồi giấc kia ngủ ngàn thu. Mùa đông về lành mấy trăng buồn, quê ngoài điều hiu trong khói sương. Cô gái năm xưa còn quét lá, chiều chiều hóng khói giữa hoàng hôn. Ngoại ơi! Ngoại! Ngoại! Cháu là người của quê hương muôn thuở, trở về đây tìm lại bóng hình xưa. Một dần trăng của quê ngoại mong chờ, một chiếc áo ngoại khâu từng đường chỉ. Chiếc áo ấy còn lưu từ gian kỳ, những dần trăng đã xế ở non tây. Người về đây quê cũ vẫn còn đây, hình bóng ngoài làm sao tìm thấy được. Lệ Quyên, nàng vẫn còn ở đây. Ngoại tôi đâu hả? Lão bà đã gì đã hả? Đã chết rồi. Chết? Ngoại tôi đã chết. Trời,
sắp tường giả trần gian này mãi mãi. Người dặn em tìm gặp Vũ Lan đi trao lại mảnh áo quê trôi đi. Rồi trong giây phút biệt ly em sẽ kể lại cho anh nghe đau thương sầu đông ngày về, chỉ còn manh áo tình quê rã rời. Ngoại ơi, từ đây trong giây phút nhớ thương con sẽ tìm trong cô đơn lặng lẽ một bóng hình tha thiết của ngoại hiền. Lễ Quyên, ngày ngoại tôi chết, ai đã đưa người ra phần mộ hả Lễ Quyên? Vũ Lan ơi, ngày ấy là một ngày quan sơ yêu quanh, với một cổ quan tài đơn độc dài phương khiên cúi đầu lặng lẽ bước đi, và theo sau chỉ có một người tiễn đưa duy nhất là cô gái nghèo đơn bạc của quê hương. Em đã tiễn đưa lão bà đến nơi cuối cùng an nghỉ, lòng buồn như nắm mộ quan sơ cô độc ở bên thế. Rồi gió lạnh mùa đông theo nhau về lạnh trong lòng sầu thương một người. Trời ơi, một cái chết thê thảm và một cuộc tiễn đưa lặng lẽ. Ngoại, ngoại ơi, xin ngoại tha tội cho con. Cái chết của lão bà anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Lễ Quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ. Không, vì quan cừu chồng chất. Vì quan cừu chồng chất. Phải, vì cừu quán đã nảy sinh ở cuối mùa thu trước, nên tôi giết lão bà vào một buổi tàn đông lạnh buốt cá khung trời. Kìa, tướng cướp mã đằng. Phải, tôi đến đây để quỳ dưới chân người, để tỏ lòng ăn năn hối hận. Tôi xin dân thanh kim đã dây máu lão bà vô tội thác quan. Vậy người hãy nhận thanh kim này cắt lấy đầu tôi cho với nỗi đớn đau thù hận, và cho tôi chuộc tội mình đã hành đồng nhuốc nhớ. Tướng cướp Nguyệt Lương Sơn, đã hai lần ngươi được ta tha mạng cho ngươi, sao ngươi lại tàn nhẫn giết ngoại ta như vậy hả? Chính Vũ Lan đã hai lần tha chết, và cũng đã lưu lại trên cánh tay này một kỷ niệm quá đau. Vì vậy cho nên tương cướp mã đằng này bừng sôi căm hận đến điên cuồng, và quyết tâm báo thù trả nghi quan bằng cách giết lão bà tôi qua 60. Trời ơi, tôi là một khung thần gieo thảm khốc, thì giờ đây dầu cho tôi có quay về kiếp sống hiền lương thì cũng không làm sao xóa sạch những tội lỗi nhuốc nhơ chồng chất cả một đời. Người đã giết ngoại ta thì
thì ta phải lấy đầu ngươi để trả thù tẩy hận. Tiếng chuông, tiếng chuông chiều vắng vẳng từ xa xôi như cảnh tình những linh hồn đọa lạc mau giác ngộ quay về quỳ dưới cội bồ đề theo gương đức chí tôn gạt bỏ nợ trần ai những cam dỗ mê say cừu hận tiền tài chức trọng quyền cao nhìn cuộc đời dây đã thêm ngào ngán chán trường nếu ta lấy quan trả thù thù quan sẽ dằn dây nói gương từ bi hỷ xả ta xoa bỏ hận. Chúa thượng gia lâm, chúa thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tâu bệ hạ, hạ thần đảm tội chết vì không hay long thể gia lâm. Dương gia nghị, mau thừa tướng về tâu với trẫm rằng khanh không bằng lòng cho trẫm mở cuộc tuyển chọn cung nga mỹ nữ tiên cung. Trẫm chưa hết bất bình, trung nghĩa hầu kỹ thúc mang thương tích chạy về tâu rằng bị tên tù tội hung nô hành hung nhục mạ, có phải người xúi dục nó làm loạn không? Muộn tâu, hạ thần chưa biết chuyện gì, xin để hạ thần đầu đuôi tra gạt. Chuyện xảy ra nơi nội phủ mà ngài bảo rằng không biết, có đang tội khi quân chăng? Quả thật tôi chưa biết chuyện gì, mau thừa tướng đừng gắn tội cho tôi như thế. Tâu bệ hạ. Kìa, nàng là ai? Tâu tiện nữ tên Dương Tường Hảo Nguyệt Chiêu Quân. Dương Chiêu Quân, danh tánh đẹp, nhan sắc càng đẹp vạn lần. Dương gia nghị, trẫm sẽ hủy bỏ lệnh tiên cung để lê dân khỏi náo động. Trẫm họ sẽ ca ngợi ân đức thanh quân tâu. Nhưng trẫm sẽ tuyển chọn một người, và người ấy là Dương Chiêu Quân. Trời, xin thanh hoàng dung tha cho tiện nữ. Nàng không chịu tiên cung, dòng họ Dương sẽ bị tru di tam tộc. Chúa thượng, chúa thượng. Quyết định Chiêu Quân phải tiên cung. Còn Dương Trung bị cách chức, tịch biên gia sản về đài lên phương bắc miền Liêu Đông. Mau thừa tướng thi hành lệnh trẫm cẩn vệ hồi cung. Bệ hạ, bệ hạ. Chiêu Quân, Chiêu Quân, cuộc tu chàng ơi, trong cuộc chốc bỗng đổi giờ dâu bề, bao nhiêu quốc hận thương sầu dê chặt lấy Chiêu Quân. Từ nơi khóm Liễu Tây Hiên, anh nghe rõ sự tình, trở lại đây trong giây phút để nói ngàn lời vĩnh biệt. Mai này chàng dứt áo ra đi ngoài trời sương tuyết, tiếp theo xe loan vào chốn thâm cung, đêm đêm nhìn ngón tàn đắng yêu ác gửi hồn mơ theo vô bài trăng nghiêng. Thần khách Chiêu Quân sẽ giữ ngay dân mãi bên chàng, dù một buổi tà quy bản làng, chẳng dừng chân nơi mái trường đường cuối nẻo cô thôn, lặng ngắm bóng hoàng hôn nhuộm buồn u tịch, vừa gieo trên cành dương liễu rủ sầu thương. Chàng sẽ không quên rơm liễu mái Tây Hiên, và nhớ một Chiêu Quân réo mòn trong cung quê. Chiêu Quân ơi, tám năm qua anh đến Trường An làm con tin cho hắn chúa được thân phụ em hết lòng giáo hóa dưỡng nuôi như đứa con yêu, rồi anh kia chưa trả được ân thì anh lại làm cho dâu bể điêu tàn. Cha già bị đày rừng sâu núi thẳm, còn thân em thì ngọc nát châu trần. Ngày mai đây trên đường cát bụi tấm thân lạc lòng, nàng chưa biết sẽ về đâu. Ăn
nơi quán gió ngủ đỏ dưới cầu sương. Những đau khổ tăng thương anh không hề nào nung, chỉ thương cho đại nhân tóc bạc da mồi phải chịu đài đọa ở cuối trời xa. Để kỷ niệm cuộc tình duyên ngắn ngủi, anh trao lại chiêu quân hai kỷ vật của sông thân. Đây con dao vàng của nỗi tổ anh đã từng xây vương nghiệp, và đây là áo hồ cừu tỷ phong vũ quả, một bảo vật trên đời có một không hai. Tình quân ơi tả lại tình chàng, đây mai thúc sinh chàng vẫn ngợi khen, em cắt đi đi gửi lại tình nhân niềm, cùng với chiếc hoa vàng là linh hồn của bạc phước chiêu quân. Mai tộc chiêu quân nhắc anh nhớ mãi một ngày xuân rạng rỡ, tựa bên nhau ta lắng nhìn đôi cánh hoàng quanh đang liễu lo trên cành dương liễu biết. Nay hoàng quanh vẫn còn vui trong liễu rủ, sao tình ta thảm sầu hơn ngưu lang chức nữ. Không có ngày mưa ngâu tháng bảy, không nhịp cầu ô để gặp nhau trên dải ngân. Để nghĩ kể cùng nhau niềm ai quán đoạn trường, từ nay trên đường thiên lý anh không còn là kẻ lữ hành cô độc bơ vơ. Mai tóc xanh là hình ảnh chiêu quân, chung thủy là nguồn khích lệ vô biên, thúc giục anh sớm trở nghĩ về đời sống hiền. Ngang trên lưng ngựa cho phí chí nam nhi hồ thi tan bằng. Giả tùy lang đau phục chân, tình thương ơi nơi chúng thâm cung, em gửi hồn theo chàng ngoài mười phương long du. Em là trăng soi đường trong đêm tối, là hoa tươi giữa miền sa mạc mênh mông, là ngọn lửa giữa trời đông, là ngọn thu không thôi xuân. Chính là thanh gươm quan nghiệt, đoạn lìa hai mối thâm tình cha con, con đời vĩnh cách tớ duyên hài ly biệt nín nàng quân. Hắc bạc cốt tố, hãy xem thánh chỉ đại ngươi xuống phương nam. Quân, coi nó lại chẳng đi. Chiêu quân, vĩnh biệt nè. Hắc bạc cốt tố, chàng. Chiêu quân, thầy tử. Phải, tôi đây. Chàng còn sống, chúng ta đang ở giữa cuộc đời hay trong mộng? Chiêu quân ơi, nàng và tôi đang ở giữa cuộc đời và trong sự thật. Tôi còn sống đây qua hình hài thế chất, mà lẽ sông trái tim son đã chết từ lâu rồi. Tôi trở lại hoàng cung là cô mong mơ giả biệt khi một người. Trước khi hai phương trời dính cách trọn đời, cách mặt lìa tay. Dẫu biết rằng khi tôi sống kiếp lưu đài và nàng đặt ruốc đến hoàng cung, thì người trai đất rỡ và cô gái trung nguyên vẫn hiểu trọn đời sống thương cách tờ. Thầy tử, không còn niềm vui nào hơn nữa khi trong cảnh
lòng còn gặp gỡ được người điện hạ. Thời giờ không có nhiều. Sao chàng sắp ra đi có phải? Phải, điện hạ sắp ra đi tận miền quan tái, và không có mạnh lực nào mong giữ lại cánh chim bằng. Trọn gốc trời ta dùng để chi ngang tàn. Đêm nay cung vàng còn tao ngủ, và ngày mai thì ngàn dặm cách xa nhau. Điện hạ trở về đây giữa đêm thâu, là chỉ mong nói trước lĩnh bà câu nói đó, để rồi nếu quan sang dặm ngàn sương gió, sẽ rộn ràng nhạc ngựa hồi hương. Điện hạ ơi, xin đừng chậm trễ nhiều hơn, mà đổ vỡ một công trình bao năm trường xây đất. Tiểu thơ, số phận đã sắp đặt, thì nói gì hơn là cúi mặt ta tự nhau. Phải, tôi không nói một câu nào ngoài tiếng nức nghẹn ngào. Tình đành thôi không gian, hẹn đành hẹn chẳng tròn. Từ đây cung cạc lầu xuống, có nàng xuống nữ rồi chúng mong người. Chiêu quân, Chiêu quân ơi, tôi còn bổn phận làm trai, còn một quãng đường dài trước mặt. Gặp đêm nay tôi chỉ nói lời vĩnh biệt, xin chúc Chiêu quân vui đời thắm đẹp giữa cung vàng. Người nói hết đi, nói đi rồi nghe lòng tôi lên tiếng chuốc. Tôi nói đi là nói cho tôi và cho ai kia nữa, bởi người xưa đã dối Chiêu quân và dối cả tim mình. Dừng biết chuyện tình thà rằng đừng gặp nhau nữa, cho kỷ niệm buổi yêu đầu dịu dịu ngủ trong kim. Thà đừng gặp nhau để trong giấc mộng tàn đêm mình còn được gọi bên nhau và nói câu thề hẹn cũ, hơn là tôi với người còn gặp gỡ mà đổi xử với nhau như xa lạ cho đành. Chiêu quân, duyên số đã định phần, tôi dối lòng mình là chỉ mong Chiêu quân yên tâm vui đời sống mới, và quên ngoài xa dịu dời bóng người xưa. Nếu không gì hiểu với gia nghiêm, thì trước lĩnh tiên cung Chiêu quân đã gian tình chung mà tự sát. Tôi hiểu rõ nỗi lòng Chiêu quân hơn ai hết hiểu, để rồi thêm tan tác nỗi niềm riêng. Trời sắp rạng bình minh, đã đến lúc lên yên trở về cố thổ. Đường đời đành thôi chia đôi ngã, gây hẹn kiếp lại xin nỗi mộng dở dàng. Từ đây cô đôi mắt lạnh dòng xa ngoài biên ai. Đất hung nô nghìn trùng diêu dời, một bóng lẻ u hoài tưởng nhớ hoàng. Hồ công tử, tôi kiệt sức rồi.
hãy ngồi yên đi hàm dưỡng tinh thần, điều hành kinh mạch. Hãy ngồi yên đi. Nếp mình trong áo người thương mà say như thắm mơ ngàn chung rượu nồng. Dòng sông ở đêm Duyên Duyên ơi, đừng nói yêu đương với một hình hài tiều tùy. Nắng ngã về Tây thì đừng nhạt tia nắng rụng mà tao bình minh cho phi công trình. Là vậy chuyện chúng mình chấm dứt đủ đầy rồi rung cảm thân ấy. Đành là thế, từ nay vào ngủ mình chiêm bao lại những ngày quen. Dĩ vãng tuyệt vời tương lai u ám thì thôi, chọn nửa khuya này làm bến chia ly đường đời. Tìm giết lệnh Hồ Xuân, giết tại hạ. Giết một kẻ dở dang sống chết cần thì phải loan truyền khắp cả võ lâm. Đây tại hạ xin trao thanh kiếm, mời cô nương quỷ diệt tâm thân tàn. Tại sao ném kiếm vào xó tối, gục đầu trong tay tơ giòn như quẩn đầy e thẹn dưới ánh trăng vàng chói lệ rưng rưng. Phải chăng cô nương thật tình mến yêu tại hạ, nhưng vì có địa vị to trong chốn giang hồ nên dù tâm hồn thiết tha thế mấy, ngoài mặt cũng làm ra vẻ thờ ơ. Nên dù tâm hồn có thiết tha đến mấy, ngoài mặt cũng làm ra vẻ thờ ơ. Thế ra người đã biết rõ thân thế của tôi à? Chưa biết, nhưng rồi sẽ biết. Ngước mặt nhìn trời thăm thẳm cao, đêm xem nếu thiếu ánh sao nào, là sao ấy rụng về mộng băng đêm là chim bồi sáng, là lướt là gương điểm trang sắc diện đáy ai yêu à đời. Đã hát ngôi xa trên cửa giường xuân núi
tôi dài nắng trời, là câu kinh Nhật Tùng mà tôi tôn kính niệm thầm với kẻ chân tu. Tôi chính là người, người cũng chính là tôi. Hai hồn phát thai hình ai là một, suốt cả đời này không thể rời nhau. Dầu gió hạ thiếu tân, tuyết đông ghi lạnh, thu phong gieo sầu. Mấy lang thang dây bọc dung nhan, tại sao có một tên rách rưới dáng điệu bơ phờ, mặt mày như thằng tuổi nghèo tựa má cây dây. Một mai tôi xuống thuyền đài quảng ân ơn hết khi còn sai đêm này. Duyên duyên xin giả biệt, nên họ sống ơi đừng bỏ nơi tôi, đừng đi đâu cả. Với tôi xin hãy từ đầu nghe ru giấc ngủ dài câu giả tình. Cảm thương cho kiếp sinh linh, nhân sinh còn mất là thương biết bao, tên nam ơn nắng đau. Em êm như ánh trăng sao như vào chim bao, đẹp như gói tâm tư đấu hoa muôn màu. Trong giấc ngủ người lại gọi tên cô gái khác, ở thấu ai chẳng tôi tan nát tâm hồn. Biết rằng sở dĩ tôi cho hào kiệt cấp võ lâm tìm chiến lịch hồ sông là chế mong mọi người không còn đất sống cho một đời bên cạnh dân dân. Thương là thương biết bao, tên ấm nắng đau. Em êm như ánh trăng sao như vào chim bao, đẹp như gói tâm tư nở hoa muôn màu. Dân dân xin giả biệt dân dân. Bắt lệnh hồ xuống, bắt lệnh hồ xuống.
bài ca thôn ngữ mong ước sao vầng trăng xin chớ trôi như bèo. Giọng ca nào đưa ta vào giấc mộng, nhan sắc nào đưa ta đến thiên thai. Ô kìa, người thiếu nữ giặt lụa, người thiếu nữ giặt lụa hãy dừng tay cho ta chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt mỹ. Thưa đại nhân, tôi đã là thiếu phụ. Thiếu phụ? Nghĩa là nhan sắc chi đang đổ vào thu. Ôi, mùa thu huyền diệu, ta sẽ bảo gia nhân mang ai chiếc kiệu đưa nàng về với nhung lụa gấm qua. Xin đại nhân cho phép tôi được trở lại với núi rừng quen thuộc, ở nơi đó không có lầu vàng gác ngọc, không có nhung lụa bọc thân ngà, chỉ có ngàn cây xóa tóc gội trăng mờ với con suối nhỏ lách mình qua. Nhưng ở đó lòng người không điêu hoa giả trá, không có ai dùng bạo lực quyền quý để buộc tôi với gấm lụa sang ngang phụ bỏ mọi chân tình. À đám bà cháu rau mà sống trọn được sông cạnh chồng con, vui mây thảo trang bên dòng suối, xin buông tha cho cành hoa dài được sống giữa rừng hoang, cho nghĩ đến khi đại sơ cánh gà. Nàng đừng lo, ta sẽ ban cho nàng vô số bạc vàng châu báu, tạo cho nàng một cuộc sống đầy hạnh phúc bên trướng gấm màng con. Nàng chỉ hãy xích lại gần đây, nàng chỉ thế nào. Thưa đại nhân, hạnh phúc chỉ tìm được trong cuộc sống do chính mình lựa chọn, chứ đâu dòng suối ngàn năm suối chảy, tất lòng này không chút bờn nhớ, ở đây gió ru lá làm thơ, thác ngàn rung mỹ nhạc, đối với tôi đó là chân hạnh phúc mà trọn đời tôi gìn giữ quý yêu. Ta có thể dùng võ lực để buộc nàng, nhưng không, ta muốn nàng tự ý đến với ta. Đêm mai ta sẽ đợi nàng ở cội mái già bên dòng suối khi trăng thượng tuần sắp lặn. Không bao giờ, không bao giờ, không đến đó. Không đến đó, ta vẫn đợi. Giờ đây ta tạm giữ cô nàng. Ôi đứa bé thật ngoan, nó mỉm cười trong giấc ngủ. Đêm mai trăng lặn mà nàng chưa đến đó thì xác đứa bé này sẽ được chôn vùi dưới cội cây kia. Các ngươi là cố giữ nổi lắm người. Còn hơn thế nữa, chào ra. Khoan, xin hãy trả con tôi lại cho tôi. Tôi xin thề là tôi sẽ đến nơi khi dần trăng non còn theo trên đỉnh núi, đến để vùi chôn trong vùng nhớ tội lỗi, để cho ta lát đời qua trong gió loạn. Ôi ai xuôi chi một kiếp đoạn,
sẽ vâng lời đại nhân, nhưng xin đại nhân giúp tôi một việc. Việc gì nàng hãy nói. Gái trung trinh không thể có hai chồng, xin ngài hãy giết chồng tôi trước, khi tôi thuộc về ngài mãi mãi. Thần nữ ơi, trên cao người có hiểu được lòng dạ của đàn bà, nhưng thôi, ta sẽ giúp nàng điều đó. Xin chào. Dạ lắm, nàng hãy ngồi xuống đây. Sao hôm nay ta bỗng nhớ thuở ban đầu, ta muốn nghe lại dư âm của bài ca năm cũ. Hát lên đi, hãy hát lên đi cho âm thanh bay bổng, đưa ta về những kỷ niệm ngày xưa. Vâng, em hát đi. Rừng thuyền sông nối bao la, có nét xinh lão đời. Hãy ngủ đi một giấc ngủ thật say, rồi ngày mai
dính biết. Em sẽ vào phòng trung tắt đi hồng lạc, để đi vào cõi chết thay ai. Hãy đến đây hỡi người thiếu phụ trung trinh, để nhìn mặt người chồng diễm phúc. Hãy đến đây hỡi nhan sắc loài răng độc, để nhỏ như giọt nước mắt sau cùng đưa tiễn một người đi. Ta sẽ đốt lên hồng lạp rồi cúi đầu trước một tử thi. Thật ra hai chúng ta cũng có thù oán chi đâu, nhưng trên mặt đất không thể có hai kẻ anh hùng cùng say mê một nhan sắc. Yeah! Dạ Lan, tại sao lại là Dạ Lan? Trời ơi, ta đã giết Dạ Lan, nàng đã chết mà đôi môi còn miếng chặt. Nàng đã bình yên đi vào vĩnh biệt, để nêu cao gương tiết liệt đến muôn đời. Lần đầu tiên ta nghe xúc động đến nghẹn lời, lần đầu tiên trong đời ta khóc những dòng lệ chân thành của một kẻ dọc ngang. Ta đã từng gieo cảnh ly tan cười ngạo nghễ trên niềm đau của kẻ khác. Sao hôm nay lòng ta nghe đau xót ôi thương, làm sao một thiếu phụ chung tình Dạ Lan ơi, nàng như giọt sương tinh khiết tưới mát cây khô cho cành lá trổ xanh. Cái chết của người thiếu phụ trung trinh đã làm sống lại một lương tâm đã chết. Ta thấy lòng mình rung động như ngày xưa mới lớn nghe mơ hồ những tình cảm không tâm. Ta nghe thèm một đời sống bình yên mà sợ hãi những ngày dài chém giết. Trước mặt nàng ta xin bẻ thanh kim thép, tìm đến rừng sâu mà chôn giấu cuộc đời. Dạ Lan ơi, lần đầu tiên trong đời ta thấy mình dậy đầy tối lôi. Đưa tay ta giúp mắt nàng, nghe tim dậy cách nghe bạn. Dạ chào cô, mời cô ngồi. Tôi muốn giúp bác một số tiền mỏng lo thuốc men để anh yên tâm học. Dạ không, xin cảm ơn cô ạ. Anh có biết rằng hơn tháng nay tôi nghĩ nhiều về giá cảnh của anh không? Tôi bỏ cả thói quen ngủ trưa đi thức dậy từ lúc tinh sương. Tôi muốn nhìn mắt tư hoàng dai như đôi gánh nặng. Đó cũng chính là hình ảnh của má tôi đã một thời táo tần lẫn đấng nuôi con. Tôi lớn lên thêm một tuổi thì trên trang của má tôi ghi thêm một nếp nhăn cằn cỗi hao mòn. Vì lao khổ nuôi con, vì đắng cay sâu xé tâm hồn, cho nên chỉ mới ngoài bốn chục mà trong má tôi như người đã quá tuổi 50. Dãi nắng dầm mưa mong nuôi con cho tới ngày khôn lớn, nhưng sự tàn bạo của thời gian đã cướp đi của tôi một đấng mẹ hiền ra khỏi dòng.
khi bác gái qua đời, bác trai ở đâu? Và trong lúc đó thì cô được bao nhiêu tuổi? Đời tôi làm gì có được một người cha, tôi chỉ là một đứa con vô thừa nhân. Má tôi là mẹ, mà cũng là cha đã nuôi nâng tôi trong 14 năm trường. Người chết đi bỏ tôi bơ vơ xóa chợ đầu đường. Tôi phải đi ở cho người ta để có chén cơm manh áo. Tưởng vậy là yên rồi, nhưng nào được yên đâu. Ông chủ thì mơn trớn vuốt ve, bà chủ tôi ngày chửi rủa. Cho đến một đêm kia ông ta chung đãi vào mùng tôi với hơi men sặc sùa, dùng uy quyền để chiếm đoạt một đời xuân. Khốn nạn quá. Đó là những con thú biết đi bằng hai chân, biết nói tiếng người, chứ không phải là người nữa. Anh nói đúng lắm. Tuổi thơ ngây đã mang nhiều chua xót. Tôi không ngại ngùng làm kiếp thiêu thân để trả hận đầu. Cô Cừu, thú thật rằng khi cô mới dọn về đây, tôi đoán hiểu có thuộc hạng người nào trong xã hội. Tôi cũng không giấu rằng tôi có chút kinh bỉ trong lòng. Giờ hiểu được hoàn cảnh của cô, tôi càng thêm thương mến. Tôi khác cô là tôi còn có mẹ già, còn được cấp sách đến trường. Dẫu rằng trong cảnh nhà túng quẩn quanh năm, cô vừa ngỏ ý hoàn lương, tôi xin tan thành việc đó. Và xin chúc cô trong khúc quanh của cuộc đời mới mẻ, cô sẽ tìm được yên vui hạnh phúc ở bên chồng. Kìa em Huệ, Huệ sao vô đây rồi bỏ chạy đi? Không biết. Không biết sao giận? Ai biểu anh vậy? Vậy chi? Vậy vậy làm sao? Anh còn giả mù sa mưa nữa hả? Khi vừa tới đây em thấy có cô nào mặc xếp xe ghê, chân diện phân xôn đứng sát bên cạnh, nói nói cười cười. Trời ơi, người ta đứng xa như vậy và nói chuyện nghiêm trang rất mực, mà em cũng nổi ghè tương khiến cho anh khổ tâm vô cùng. Cô ta là gái vũ trường. Trời đất ơi, anh bắt buộc chứ gái vậy hả? Thôi để em về. Hãy nghe anh nói đó, cô thấy má anh nên nhớ người mẹ đã chết. Muốn đối xử với má anh như là má ruột của con. Coi như má ruột hay má chồng? Nói bậy anh giận bây giờ. Anh Nhân. Em, chuyện gì mà em có vẻ bi quan quá vậy? Vì ba má bắt em qua Mỹ. Qua Mỹ? Chuyện này hình như có gì bí ẩn bên trong. Dù em có qua Mỹ hay không, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng chúng mình gặp. Thế là mai đây vắng bóng hình của quê, chỉ còn lại mình anh nhìn từng cánh điệp rơi đỏ thắm sân trường. Đã có lần chúng ta bảo đùa nhau, đó là sát pháo tân hôn trong ngày vui trọng đại. Nhưng bây giờ nó chính là mão lệ thương sầu khóc cho mối tình tan vỡ. Trong khi đó em ở bên kia bờ Thái Bình Dương cách trở muôn trùng. Anh vẫn ở lại quê hương tao loạn nghèo nàn,
không còn được nghe lời em khuyên khích khi anh muốn bỏ học vì cảnh nhà túng quẩn quanh năm. Nước Mỹ giàu sang với những lầu cao vòi vọi, chẳng biết có thay đổi quan niệm em không. Anh sợ rồi đây khi trở lại quê hương, quê quên lời hứa với nhân trong một buổi chiều mưa rơi trên mái lá. Khi vừa quen nhau ở năm học thứ nhất, anh ngâm cho em nghe hai câu thơ cổ gì anh còn nhớ không? Nhớ. Chinh tâm thân đối trường giang thủy, trú giả tùng quân đau phúc châu. Đúng, lòng em như nước trường giang ấy, sông tôi theo chàng tới phúc châu. Tuy xa xôi mặt mà không cách lòng, dẫu rằng chúng ta theo đường học vấn của Tây phương, nhưng tâm hồn của chúng ta vẫn mãi mãi là của đông muôn đời cổ kinh. Chúng ta nối liền Thái Bình Dương bằng những cánh thơ xanh, khuyên khích nhau gần công học tập, lo cho đến ngày đô đạt ra trường. Trở lại quê hương chúng ta mang sáng khoa học về miền quê, giúp dân mình vơi bớt đôi phần đói rét và bệnh tật quanh năm. Em đã sắp sẵn hành trang và quân bạc dụng để anh đi cùng bằng hữu mà thảo luận sự nghiệp anh hùng Đông Châu hiền hùng Hàn Huynh ơi. Thank you.
Linh Đăng Châu sẽ là thần tượng để cho ta thì thầm khi trở giấc lúc đi vào khuya. Dù biết rằng tài trai không nở bốn phương, nhưng tình cảm đã hằn sâu thành thương tích. Mai kia dẫu xác thân gửi vào quan sang mù mịt, hồn vẫn nghe thương nhớ mặn bờ môi. Đây ta xin uống cạn lòng tay thân tình. Buồn đau ai dừng trường thân, mà nghe lớp lớp ngút xanh tận trời. Giả biệt Đăng Châu yêu quý, Hàng huynh Đăng Châu, Hàng huynh. Thánh thượng giảng giảng kết. Dạ. Người hãy làm giám sát xử hình Hàn Tính. Tâu dân. Cấm vệ quân. Dạ. Lột áo mạo thì đem ra pháp trường hành quyết. Hỡi tan ngôn quân vô đạo, nỡ nghe lời của lũ nịnh gian. Kiếm thời cơ để diệt công thần, thần rõ phường đặng cá quên luôn. Giết trung thần mình đã thọ ơn. Lời tử phòng không sai, tại ta không chịu nghe lời trương. Hàm quân chớ bỏ em, thề sanh tư có nhau. Nay anh thọ nạn em quyền theo anh. Chết đi ta vẫn hận gian thần và hôn quân. Khốn kiếp giá sĩ. Hàng huynh ơi, giây phút này đây đôi ta đang đứng giữa sông ngân nát lòng nghe sóng bò. Cầu thuốc mong manh sắp rã rời nhịp qua để đôi ta đành chia biệt nhau Châu. Em cứ rót cho anh, tất cả đều vô nghĩa đối với người sắp chết. Đừng sợ, hãy rót đi em. Dân, dân, em rót đi. Đăng Châu ơi, hãy kề rượu tận môi cho anh uống cạn chén tình đưa tiền. Anh hận mình bị trói không được cầm tay bạn ngọc trước giờ về với thiên thu. Men rượu hôm nay sẽ ấm lòng kẻ bước phiêu du. Phượng pháp thanh thang nơi cõi trời vĩnh cửu. Đăng Châu ơi, mật trong lễ em phá vào chúng rượu, vừa ngọt ngào cũng vừa tê tái.
cần anh chút nữa đăng châu, cho anh xin sợi tóc có mùi chung thủy, anh cắn trong môi nghe thoáng hương thiên lý, trong cuộc ly tan mình tìm ý sung dày. Mừng nữ chúa được yên giấc điệp, thì ra gù vừa cất tiếng ru ta. Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mộng đẹp, đâu quản gì nắng sớm sương khuya, đâu quản gì gian khổ hiểm nguy. Mật vào tay một đôi mắt tinh anh như muôn ngàn tính tu lửa giữa trời cao, nhìn ta vào giấc ngủ rồi đặt ngừng nhẹ bước bên ta. Ngủ, Hoàng Phi Hải đã về chưa? Hoàng Phi Hải đã về chưa? Nhưng ta vẫn chưa về, vẫn chưa về. Dù mấy tuần trăng ta mỏi mòn đợi, dù ngày ngày ta nhìn mãi chân mây, để đợi chờ trong heo hắt, người đi từ đổ ánh trăng khuyết rồi tròn nãy đã mấy tuần trăng. Đêm đã khuya,
xương rừng xuống lòng, xin nữ chúa vào trong lan nguyện. Chàng đã đi rồi. Dân, gù đã biết, gù có biết ta buồn lắm không? Dạ gù biết. Vậy gù hãy hát đi, cho ta dơi nỗi buồn xa cách. Dân, gù sẽ hát hầu nữ chúa. Gù hát lên đây. Đầy tiếng hát con tim buồn nhớ, lời ru nước mắt giờ khóc than cho ai đi đâu, tình phải cách ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao, cho trời khuya cũng khóc. Âm thanh của bài hát ru lại biến thành tiếng nấc. Thôi, ta hay vào trong. Tông dân. Anh lại đây. Ước vọng của em bây giờ là được chết trong vòng tay của anh. Không, nữ chúa. Nữ chúa không được chết nữa, dù chết trong tay anh. Hãy gượng sống với gù, để gù được làm tên nô lệ chung thân. Hoàng Huy Đại ơi, em vẫn yêu anh, vô bi hình phạt đó đài trong tay anh vẫn nở nụ cười tươi, giấc mơ đẹp nhất một đời, dù chết vẫn yên vui. Nữ chúa ơi, nàng không được chết đi, vì nếu không còn nàng trong cuộc sống, rồi những khi trời cao sương mỏng, gù biết hát ru ai vào mộng giữa đêm buồn. Gù chỉ nguyện làm tên nô lệ cho đến hết cuộc đời, dù có đài đọa gù nữ chúa cũng là nơi trú ẩn của một tâm hồn uất nghẹn cô đơn. Nàng chết rồi gù sẽ như dần mây trắng, mây không nhà nên suốt kiếp lang thang. Hãy sống mà làm một nữ vương cho gù nghề phú phục khi mà xưng tôi thần. Nàng vào mộng mỹ liễu trai, diễm phúc tuyệt vời ôm trọn trong tay, niềm vui sướng tình yêu mang tên kẻ khác, gù sẽ nghẹn ngào cất tiếng hát ru, đầy tiếng hát con tim buồn như lời ru nước mắt, như khóc than cho ai vì đâu tình phải cách nhau. Lời ru nào gian gian làm trăng khuya cũng như ngậm sầu, cất tiếng ru ai mà cay đắng nghẹn ngào.
trời ơi, suốt một đời ta ước được một lần ôm nữ chúa trong tay. Giờ đây mong đã đạt rồi mà sao lòng vẫn lạc loài bơ vơ. Nữ chúa kia gù, con hoàng phi hải đó, nhà ngươi giết chàng rồi phải không? Không, không bao giờ gù dám chạm đến người nữ chúa em. Dù lắm lúc gù cũng muốn làm như vậy. Hãy đi đi tìm chàng về đây, nếu không ta sẽ giết ngươi, ta sẽ chết. Nữ chúa cứ giết gù đi, nhưng nữ chúa đừng bao giờ chết. Đi, đi, hãy tìm chàng về cho ta. Vâng, gù đi đây, gù sẽ đi tìm người ta về đây cho nữ chúa. Gù đi giết lòng mình cho nữ chúa được vui. Gù đi đây. Nữ chúa, nữ chúa, nữ chúa. Ngần lệ sầu tuôn rơi, ôi mộng tối nghiêng ngao. Nhìn em nghe xót xa, bao ngày qua cách đôi đường. Ôi xót xa lòng đau, xa cách rồi em ơi. Tình đôi ta đành chia xa. Sợ ngày mai không còn được nói nữa, hai năm lấy tay em truyền sức sống cho phút giây tương ngộ được thêm dài. Niềm vui thật mong manh mà hạnh phúc khi vẫn tràn đầy. Lặng tiếng lá khô rơi em muốn trọn dòng mật đắng, biết làm sao trời đã sắp bơ chuyện hộp tan. Thương khóc làm gì những ám ảnh tái nhang, hãy sống cho hết một giây một giờ tuyệt diệu. Kìa sao anh e ngại, còn sợ gì mà chưa ôm trọn vòng. Không sợ gì tất cả, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có để giữ em trong vòng tay này mãi mãi. Trong vòng tay anh vết thương không còn đau nhức, dù trăm mũi tên độc ngàn gian khói gian. Em nằm đây mà mơ chuyện ngày xưa, thuở trời đất kiếm xuôi mình tương ngộ. Hình ảnh tuyệt vời cứ đổ xô về tiếp nối, hồn lâng lâng khi hạnh phúc bị rớt về đây. Dưới chân em anh nguyện sẽ trải mây cho gót son không đau gì đá sỏi, để cho anh được đền bù tội lỗi đã xây vinh quang bằng tàn nhẫn vô tình.
mà em vẫn vui mà không dần, vì đã góp phần xây danh vọng cho anh. Xây danh vọng cho anh, xây danh vọng cho một người bội bạc, đã đem bản cắt lọc lừa làm dẫn đục tình yêu. Dù đã nhiều lần mình nói tiếng yêu nhau, nhưng bây giờ hãy xem như là lần thứ nhất, mở rộng tấm lòng nói lên lời chân thật, nói rằng anh tha thiết yêu em. Ta sẽ dùng núi rừng làm một cõi yêu riêng, quên hết thế nhân lọc lừa biển lần, quên những ngày qua chùa xót nghẹn ngào. Anh sẽ không bỏ mình em cô độc, chưa lễ mình hòa với lễ trời thu, thương nhau lao lệ cho nhau, hết khổ hết sầu còn khóc chi em. Vậy là em mãn nguyện, qua chết cùng vui lòng, từ độ biết yêu chàng một bấy nhiêu thôi. Trời đã nhuộm màu thu mà lòng nở quá xuân, kia sương khói mơ trời đau lộn, như hồn sốc lên trời. Hoàng Phi ơi, anh em lần đầu tiên ôm em trong vòng tay chân thật, thì chỉ còn là một xác lành vô tri. Em nữ chúa nữ chúa, gù nó dâng lên tìm người ta về cho nữ chúa đó, rồi lủi thủi âm thầm nhìn từ đằng xa, đến giây phút cuối cùng của cay đắng đọa đài, gù cũng không đến kịp thì nữ chúa thấy mình lần chốt. Gió mưa xâm xét hãy nổi lên đi. Nổi lên đi để giết hết loài người đáng ghét. Ngươi phải trả cho ta nữ chúa, để ta ru nàng vào giấc ngủ thiên thôi. Nhưng thôi, ước vọng sau cùng của nàng là được chết trong tay ngươi. Ta phải để nàng tuệ nguyện. Nữ chúa ơi, gù có còn lại gì đâu. Gù sẽ đi và không bao giờ về rừng núi cũ, sẽ chết dần mòn trong xó rừng khóc núi tối tăm. Gù đi đây, gù đi đây. Cõi dòng khói lửa
bước đường cùng tử lộ đã kề đến. Nghe đâu đây tiếng sông vỡ vang gành, cơn chiến bại ô gian đành cạn lui. Phải chăng nàng muốn nói theo tiếng sau hoài dây dứt đỉnh côi kê giống lại khúc bi ca. Chúa công ơi, máu tàn quân đã ướt đẫm sân khê, mà tiếng sau vẫn vọng về cung ly hận. Trời ơi, tiếng sáo xê luôn như mỉa mai, người tuyệt vọng đang lướt gió buông cường trọng tiếng trống kinh hoàng. Các bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn, ta nghe bên tai còn vang vang giọng hoài của tiếng sáo trường. Ta có ngờ đâu một đời ngang dọc dễ dùng của hạng võ sở ba như ngày nay gặp bước cùng đồn. Ba ngàn tử đệ dông thân trung điện huy hoàng cũng chìm trong khói lửa. Hết lương khô nên do ký nặng nề, giọt mồ hôi ướt dầm mình áo chiến. Trời ơi, máu của quân thù hay chính nâu thân ta. Trời không thương còn nỗi trận mưa xa, dòng lệ hận trang hòa đất nước. Cơi trước mặt ta là tràng gian cản lối, nếu đi về khó nổi dời chân. Chúa công ơi, chúa công hãy lên ngựa một mình dung rồi, để thiếp thần ở lại bên ô gian. Ta đỡ đâu rời bỏ bản vàng, để vĩnh viễn xa nàng trong tuổi hận. Thiếp sẽ chết thi phơi bờ cát trăng, máu đầu rơi nhuộm thâm dài bình xa, để thương công được rảnh tay nuôi bước quang hà. Hãy chôn lấp tình ta trong chiến địa. Ai hầu? Không, xin chúa công hãy mau đề thương quá mã, đừng tiếc chi một cánh tàn hoa tơi tả rụng bên đường. Nhuộm đó xa trường, chúa công hãy tìm nơi lạnh đi nặng, rồi dựng cơ đồ trên nhân đạo tình thương, để chuộc lại thanh danh của hạng võ sở ba dương. Một lạnh tướng anh hùng cay thế, đừng chinh phục lòng dân bằng bạo tàn quý vũ, e nghĩ ngày kia mộng lớn không thành. Một bó hoa giữa mùa ly loạn, bởi trận nghi cuồng phong anh rã cánh xa cần. Chúa công ơi, hãy lên yên tìm lối thoát thân,
để mặc tiếp với bốn bề khói lửa. Kìa sao chúa công bỗng dưng rơi lệ, đừng nào lòng cơn tử biệt sanh ly. Quên thiếp đi và quên những ngày qua, nơi cung điện vàng son rực rỡ, bên ô giang còn dương mùi khói lửa, thì thành quách nào chịu đựng cành phong ba. Nhìn nhau giọt lệ tuôn xa, lệ pha máu hận trang hòa chiến y. Sống triều giang phúc chia ly, như đưa tiền một người đi không về. Chúa công, thiệt thần xin vĩnh biệt. Ngu cơ, ngu cơ, nàng chết rồi máu nhuộm bên ô giang, bỏ ta lại giữa bốn bề khói lửa. Bơ đình trưởng, hãy kêu đò đến đây đưa ta qua sông. Bơ đình trưởng, ai lên tiếng kêu đò dưới bên? Có phải chăng tiếng của Sở Ba Dương? Phải, hãng gió này đang gặp buổi tai ương, nhờ đình trưởng hãy đưa ta qua bên. À, thế ra ngài là hãng gió đây à? Tại sao ngài đi đâu nhất nhân nhất mã? Trước đông phong tơi tả mảnh nhung bào, rồi cả 3000 tử để ở nơi đâu? Sao không thấy đứng hầu bên chủ tướng vậy á ngài? Đình trưởng ơi mang chí cả, nhưng trời không tựa, ta phải xa cơ vì quỷ kế của Lưu Bang. Giữa đêm buồn gian thiên sáu trương lương, đã đưa ta đến con đường tuyết lộ. Bởi thế nên ngày nay hạng võ Sở Ba Dương phải nhất nhân nhất mã, lạnh lùng trong gió ngựa neo biên thùy. Ngài có nhớ chăng, ngài đã có lần nhờ tôi đưa khỏi bến sông này. Khi ấy tôi có hỏi ngài, vậy chứ ngài đã chiếm được một phần giang sơn đất hơn, nhưng lòng của dân ngài đã chiếm được hay chưa? Ngài ngạo nghễ nhìn tôi nheo đôi mắt không trả lời câu hỏi. Vậy lo ngài tuốt gươm và cất tiếng cười rộn rã, một cánh tay cũng lệch đất nghiêng trời. Mà có ai dám ngờ ngày nay uy quyền không, cung điện cũng không, người yêu mất cơ đồ cũng mất. Ngài ôi, khi người ta toan chinh phục lòng dân bằng quyền uy bằng võ lực, thì găm dốc cơ đồ đâu hưởng được bền lâu. Thì đó, ngài có thấy không, trước khi kia ngài đến đây với mấy vạn binh nhung, nước ô giang còn giật mình xám mặt. Ngày nay trong cơn thất thế, ngài đi đâu lờ lao có một mình. Ngài ôi, đến nay có lẽ ngài nhớ đến câu cay đắng nhục dinh đời, đâu có chi vững bền trường cửu. Mảnh đăng mới khuyết chưa tròn, tay không hang gió lại quần tay không. Đình trưởng, người nói chi phải, ta hiện giờ chỉ là một tên chiến bại, cả một thời quanh liệt đất Giang Đông. Đến ngày này sự nghiệp vẫn hoàn không, ta còn muốn sang sông làm chi nữa? Không không, tôi tuy là kẻ chèo đò dốt nát, thấy chuyện đời cũng bàn bạc một vài câu, chớ trước tình cảnh của ngài giả tôi cũng nao nao. Vậy ngài cứ xuống bên tôi sẽ đưa dùm làm nghĩa. Không, ta còn sang sông làm chi nữa, bởi thân ta giờ đây chỉ là một kẻ tàn quân chiến bại giữa xa trường. Bao kẻ gì với ta
đã ngã gục bên đường. Ta cảm ơn ngươi đã nói với ta những lời xua, chắc tuy quá phũ phàng nhưng rung động lòng ta. Bởi năm xưa ta đã từng quanh liệt cõi gian đông, một tiếng sét núi sông còn rung chuyển. Ngày hôm nay sau một cơn binh biến, ta lại trở về đây với một tấm thân tàn. Ngày cuối cùng của một võ tướng lừng danh cơn thất thế bị dây nơi cai hạ, mở huyết lộ ta lên lưng tuấn mã. Nhìn lại bên mình không một đứa tàn binh, chẳng biết ta xa cơ gì phía sau của Trương Nương hai. Cũng bởi lòng dân công phận thôi thôi, đình trưởng người ơi hãy cắt lấy đầu ta đến tháng. Nhìn lãnh thưởng ta còn sống làm chi cho đau đớn ê chề. Ngu cơ sợ ba dương từ đây không còn nữa. Mù thôn tính sơn hà đã tan tành bọt nước hồ vàng. Em qua, anh vừa nhận được lá thơ tình năm cũ do một đứa trẻ một đồng mang đến. Trời ơi, anh đâu có ngờ con của mình giờ là một đứa trẻ chăn trâu. Minh con, mẹ của con chính là người đang khoác áo nhà tu. Còn cha đây là cha ruột đã bỏ rơi con từ tấm bé. Em qua, xin ông đừng gọi tên tôi có những ngày quá khứ. Tôi bây giờ là sư nữ Huệ Liên. Ông đã gặp được con là đã tìm được tình thương. Còn tôi, xin hãy để cho tôi được an ổn với cuộc đời tu niệm. Ni cô ơi, xin cho tôi gọi tên qua của 14 năm về trước, để nhớ lại một chiều mưa anh đến gặp em lần cuối, để rồi cả hai đứt nối lệ ly tình. Gọi một lần thôi rồi cách đi biệt đôi đường. Tôi không có quyền đem chuyện tình yêu trong quá khứ để bây giờ tâm sự giữa thiền môn. Nghiệp dĩ đã định rồi tôi còn biết nói gì hơn. Thà câm lặng cúi đầu nhận tội, dù rằng gây ra cảnh chia lìa ngang trái không phải tại tôi mà tại đấng sanh tình. Minh, hãy đến chào mẹ con đi con. Qua ơi, qua hãy yên lòng tu niệm. Từ đây tôi sẽ nhìn nhận nó là con. Ôi lá rơi về cội, nước chảy về nguồn. Nhìn đứa trẻ vô tội là con thì đời của nó cũng được đôi phần an ngùi. Mình con ơi, hôm nay con đã gặp cha gặp mẹ, hẳn con đã bớt tuổi buồn vì thân phận mồ côi. Thôi, trời đã xế chiều rồi, con với cha con hãy về cho sớm để mẹ vào tụng niệm. Mẹ, mẹ ơi, con tưởng đâu con là đứa trẻ thơ không tình mẫu tử, như cánh chim non lìa xa tổ ấm mặc cho gió giông bão loạn mưa. Mình nương bóng từ bi rồi mỗi
ơi, lúc chiều về con sẽ đến nơi đây. Nhìn bóng mẹ đang quỳ dưới ngôi tam bào, xa hiện tại và quên rồi quá khứ, để tâm trí phiêu diêu trong mây tiếng chuông chuông. Kìa, một nhan sắc diễm kiều trên bên lạnh, tay ngọc ngà đang vũ lụa trữ la thôn. Dưới chân đồi một khách lạ dừng chân. Dạ, có phải quý khách muốn hỏi thăm đường về chợ huyện? Dạ không, không, vì nơi đây là cuối lộ trình. Tôi dừng lại trữ la thôn. Có phải ông là khách thương buôn đi kiếm Tôi là sứ giả đi tìm sắc đẹp. Kìa, ông đừng nên đùa cợt. Dạ không. Trước mặt một vài nhân tôi dám đâu cợt đùa. Đây là lệnh triều đình mà tôi là sứ giả. Còn tôi có giả chân thành nên mới hỏi ông cặn kè. Nếu nàng đã thật tâm sao khi suy nghĩ, vậy nàng đây danh tánh là chi? Dạ, tôi tên gọi Tây Thi. Tên nàng là Tây Thi. Ồ, đẹp đẽ thay tên cũng như người. Tên khả ái, còn người thì diễm lệ. Nhưng ông hỏi danh tánh của tôi để làm gì? Để tôi đem kiểu qua rước nàng về cung điện. Trong son vàng nàng sẽ quên đi nghề vũ lụa trữ la thôn. Để từ một cô gái tầm tan trong ngõ tối nghèo hèn, nhờ sắc đẹp của trời ban mà trở thành mẫu ghi thiên hạ. Có phải như thế không thưa ngài? Phải, nhưng người đẹp của trữ la thôn không phải là mẫu ghi thiên hạ, mà phải hy sinh hiến dâng cho Ngô Chúa để muôn dân thoát khỏi cảnh cơ hại. Non nước đi ngàn năm sẽ nhớ mãi ơn nàng. Trời ơi, tại sao tôi không là thượng đế, có một quy quyền tốt đỉnh nhân gian, để hận thù này bôi xóa được biên cương, để bến sông xưa không thiếu nàng Tây Thi vũ lụa, để những chiều nghi quang mây buồn buông phủ, nghe nhắc chuyện tình duyên mà đôi má ai hồng.
sao người nấy buông những lời than thở, chưa nhắn nhủ vui đừng giải khờ quán phí tuổi xuân xanh. Tây thi ơi, khi nghe nàng nhấn lời sáng ngô quốc trời, tôi cảm thấy như tôi đây vừa đánh mất một vật gì thiêng liêng cao quý nhất ở trong đời. Một lần đi là liềm sinh sinh thời, giữa địa vị cao sang mà vẫn thèm áo cưới, trong nhung gấm lụa là vẫn lạnh lẽo gối chăn. Đêm động phòng trăng trở mộng du sơn, buồn duyên kiếp tiếc thầm đêm ngà ngọc. Cứu được quê hương qua mùa tan tóc, nàng thì phải chịu hy sinh hạnh phúc khi riêng mình. Người ơi, tại sao người lại thương xót cho tôi, khi chính người đang đi làm sứ mạng? Đáng lẽ người phải vui vì đã tròn bổn phận, sao lại đem tâm sự giải bày trước cô gái trở la thôn? Để rồi mai đây tôi sang đến Ngô Bang, ai sẽ an ủi tôi khi nhìn mây trắng trôi về phương cổ? Ai tiễn đưa tôi trên gian đèo đường sương gió ra đi trong nước lỡ bị sầu? Người ơi, quê hương người ở tận nơi đâu, đã tàn gặp cỡ sao vẫn chưa tường tên họ? Để khi tấu trình lên thánh chúa, chọn bạn đường thì đưa tiếng thay đi. Nào ai thương ai nhớ để tiếp đây trao gửi đó qua xuân. Chưa một lần trao tình cùng bướm ông, còn không kính hương trinh. Giữa tuổi trăng tròn ai ân, rồi mai đây hoa sẽ tươi màu, cùng bướm ông đôi trao hương nhụy. Sai đắm túi xuân sẽ trọn niềm ước mơ. Tướng quân ơi, tôi muốn đêm nay giữa trùng dương bốn bề xanh thầm, trên mấy di tơ não nùng ai quán sẽ điểm thêm giọt lệ tây thi qua mấy bản biệt ly sâu. Gió lạnh về để cho tôi càng dòng tâm sự, rồi mai này vĩnh viễn chiến lìa xa. Kìa ngoài khơi lấp lánh muôn sao, nhờ ánh mắt tôi hờn xuống đó. Tôi đã đi ngoài muôn trùng giang đi, một mùa trăng còn đồng thế tiếc quá. Nghe khung trời nức nở giọt sương xa. Tướng quân ơi, rồi đây có ai về ngang con phố, sẽ không còn trông thấy một cây tí. Con sông xanh nước biếc còn đây, hàng lễ liễu dần nàng tôn nữ ra đi không trở lại.
mình tình xuân cao gửi chốn quê người. Mai một tôi về nơi cô quốc ngậm ngùi thương kẻ chốn mồ băng. Đưa tay bấm mây đàn để tiếp vô chàng hát trọn vang. Tâu chúa thượng, lương thực trong kho đã bắt đầu sắp cạn, xin tấu trình cho bệ hạ liệu lo. Yên quân sư ơi, ngoài thành thì quân triệu phủ dây dương quay dịu dọ, trong thành thì đã hết tương cự đương, lương thực cạn dần, ta đành cam thục thủ vô phương. Ôi trời chẳng tựa ắt tề đành tuyệt quốc. Tâu bệ hạ, thần đã xem ngôi thiên tượng, thấy dẫn tề vẫn còn có thể khởi hưng. Thần xin ra đi cầu diện một bậc anh hùng, đủ tài lực cứu nguy tề quốc. Nhưng muốn vượt cả thoát ngã khỏi ngã trùng vậy, thần đây phải ngã ra đi. Tiền tướng tình ấy là ai? Thần không dám lậu cơ, trời đã ngã định xin bệ ngã hạ kiếp đi. Mâu khổ nhất vẹn toàn. Nghĩa là bây giờ bệ hạ hãy truyền cho tướng sĩ đánh tối thần cho nát thịt tan da. Yên bình trọng ơi, trẫm phèn lấy cho mình kem đức, nên giữa cơn nước lửa phong ba, khanh phải vì an nguy tề quốc mà xả thân chịu ngàn đau nhục cho tan nát thân. Xin bệ hạ gạt bỏ niềm vô ái nhỏ đừng vì chất tình tình. Bệnh của non sông đã đến cơn trầm kha tuyệt vọng, hãy mạnh tay dùng liều thuốc độc mà thôi. Bệ hạ đừng cho lệ dòng quốc tuôn rơi, thần dựng chỉ lên đường tìm xin lỗi. Ôi làm vua như ta thật vô cùng tuổi hổ, mưu khổ nhục làm mà tan gia nát thịt không phùng. Giáp sĩ quân, hãy đánh ta 40 côn thật mạnh, nếu chẳng tan gia nát thịt phải đập thêm. Trời ơi, 40 côn đập trên mình bình trong, ta nghe như thịt da mình cũng tan nát ra rời. Thịt da tôi trung nhuộm đầy máu đỏ, trời ơi, để tìm cho tề một nẻo sống phục hưng, ta nghẹn ngào run rẩy toàn thân, và muốn tự tận cho lòng kẻ làm vua đỡ nhục. Ôi thần đã mỉm cười trong khi toàn thân ghen nhất, bệ hạ đừng nhọc dạ mến thương, xin cúi đầu từ tạ quân vương. Đêm nay thần sẽ vượt tường cao ra đi, ngã cầu ngã diện đánh đánh, xin từ tạ yên quân sư. Kính bẩm nguyên soái. Chuyện gì? Đêm khuya đi tuần thám, chúng tôi bắt được một tên tề vượt thành cao để trốn ra ngoài. Bọn tôi xin dẫn vào đây cho Nguyên Nhung liệu đến. Ngước mặt lên. À, quân sư yên anh, sau nửa đêm vượt tường cao chân trở, ắt muôn sang dinh trị thăm dò quân tình. Giáp sĩ, khoan khoan xin Nguyên Nhung nhìn xem thân hình bình, cầm roi đòn nát thịt tan gan, bởi tề dương vô đạo không nghe lời khuyên can. Binh tướng cạn lương nên đầu triệu cho rồi, hắn đánh tôi xương thịt tôi bời.
Nghiệp tài đã đến hồi mát dần, tên mây khiến vô tài phủ rải yên anh. Đêm tương ngộ sinh dân cây mọn, yên anh này sẽ trở lại lâm tri. Gạt lão Dương đầu triệu thì đàm thành, không đánh cũng tan. Được rồi, ta tin lời bình trọng. Quân sĩ mau thắng ngựa cho bằng hữu ta lên đường. Xin hẹn ngày tương ngộ quý hoàng. Dạ. Chuyện gì? Yến anh không đến lắm đi, mà lại theo đường về Thương Sơn Pháp Mã. Thôi rồi, ta đã bị thằng lùng gạt ta rồi. Ba quân tướng sĩ mau kiếp công thành. Dạ. Ai đó? Tôi là tỳ nữ Dân Trà. À, hay cho Yến anh dám dối gạt ta. Chung nương nương, bệ hạ đang bị liêm pha dây khổn, xin nương nương kiếp mau cứu gia giải cứu tề quốc khuynh nguy. Thằng lùng quá nghiệt, ta muốn yên tâm nơi địa huyệt, hôm nay cũng bị thằng quái tử đến kêu khóc để xin giải cứu cho quan gia. Chung nương ơi là chung. Thôi thôi đừng khóc nữa, tên quái tử yên anh hãy về cho ta yên. Ta đã cam làm hoàng hậu chiêu dương bằng những tháng năm lạnh lùng chăn nuôi, ôm nuôi chiếc làm bàn dệt trăng xuông cùng sự hắc hủi của tuyên dương. Nương nương dẫu có chín mười hờn chúa thượng cũng nên thương, tại quốc khuynh nguy vua có tội với nương nương, chứ muôn dân nào có tội mà nương nương bỏ giữa dòng nước lửa mặt tiền bàn dày xéo cho đành. Sao số ta vẫn còn dương nợ thằng lùng, nên cứ than khóc lặng nhằng. Ta nhất định rồi người hãy đi đi. Dạ đi. Nương nương ơi, sao cứ nương nương hoài, đừng mong thuyết phục muốn lời. Tỳ nữ nào hãy đuổi hắn đi coi. Nếu nương nương chẳng thương thì thần nguyện sẽ quỳ mãi đây cho tới chết. Thà được nhắm mắt xuôi tay trước giờ tề ban vào tay điệu quốc, còn hơn nhìn thấy nương nương vì giận một quân vương mà bỏ mặt cho giáng sang nghiêng ngựa điêu tàn. Và hàng giáng tề dân than khóc giữa nghi ngàn gót tha giặc hung tàn. Nghĩ cho cùng tội của quân vương cũng không có gì quá nặng, hành động ngông cuồng trong lúc rượu đã mì môi dẫn lấy chính là mười. Nương nương hãy nghĩ kỹ lại coi, dù sao nương nương và chúa thượng vẫn có những tháng năm dài kỷ niệm, rồi chúa thượng sẽ ra sao nghi đời một ba dương đài đoá biết bao lần. Ngày thần dùng khổ nhục kế ra đi cầu diễn nương nương, thì trong kho lương còn đủ cho quân binh dùng không đủ tháng. Xin nương nương sớm lo liệu giải nguy. Thằng quái tử quả chẳng hổ danh tướng quốc, giống lưỡi ngót ngào biển thuyết đã làm siêu giả ai da. Thân thể trước tất chẳng bằng ai, mà ngôn ngữ cao dần như nuôi tay. Lưỡi quả biên hơn dao và lời mạnh như phong vũ, ngàn vạn gương đau chưa chắc là ai da rung đồng. Ai da nghĩ mà kinh sợ thay cho giọng lưỡi bọn văn biển. Nghĩ cho cùng vẫn quả có chín mười, nhưng thương yêu bằng ngàn vạn. Số nghiệp đã an bài cho thân phận ai gian. Phúc quân dương còn dài,
khiêng cho nương nương siêu giả. Chứ tôi thần nào có tài chi, xin nương nương hãy nhớ cầu cứu binh như cứu lửa. Thằng lùn này nóng quá. Thôi hãy nhắm mắt để cho ta làm phép mà. Quá mây đưa người về để bái mạng lập mà công. Ý cha cha gió gì đâu dùng dục lỗ tai nổ lùng à, bùng à. Thần mở mắt chút có sao hung hoàng hậu à. Mở mắt té nát thay thì chịu. Ê, ghê quá. Anh Tùng. Em Lan, em đi đâu giờ này? Em đi xuống xóm rẫy thăm dì em Đau. Anh làm gì lang thang ngoài này mà gương mặt buồn hiu vậy anh? Anh buồn chuyện nhà lắm em mà. Nhà anh thì túng quẫn, mùa màng thì bị khô hạn hư hết rồi. Anh làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền nuôi cha mẹ già. Mấy anh mấy chị của anh, người khá thì cha mẹ không nhờ được, người nghèo thì cha mẹ phải bù đắp thêm. Anh định lên tỉnh kiếm công ăn việc làm. Anh đi à? Phải, anh đi em. Ngày anh xa lìa quê nhà ra đi, miền quê cha già mẹ hiền ông trông. Rồi đây đêm ngày em mong nhớ anh, bao lời chung bông ước thề, xa rồi mình đừng quên. Dần trắng soi dòng sông buồn mênh mang, cầm tay trao lời ân tình với em. Chờ anh quay về thôn xưa mến yêu, có người bên bếp lửa hồng canh ta. Em Lan ơi, anh có đi rồi nhà anh sao? Trước quạnh hiu mẹ yêu cha già, anh nhờ em sớm thăm tôi viên. Còn mối tình của chúng ta thì hãy đợi đến ngày sum họp nhất gia. Trước mặt mẹ cha đôi ta sẽ đền đáp công ơn phụ mẫu sanh thành. Để cho tình đôi ta đẹp môi tơ mành, cho hiện nay anh ở đây với hai bàn tay trắng, chân lắm tay bùng suốt tháng quanh năm. Ở chỗ quê mùa kiếp sống tối tăm, đời của anh qua tháng lùng năm tàn, tìm được một miếng ăn cũng phải nghe đổ biết bao nhiêu là dòng nước mắt. Anh đi quê của em buồn lắm, dầu cách xa gian trời gốc bể em hãy yên tâm, mà khuya sớm mà đợi chờ. Cuộc trùng mà quan hãy đợi đến bao giờ, anh ra
đi nơi quê người xứ lạ, mai được vững vàng có chốn sinh nhai, anh sẽ trở về phụng dưỡng song thân, để cho cha mẹ khỏi buồn tuổi trong chuỗi ngày hiếu hoành. Câu hiếu thảo được báo đền nhẹ gánh, anh mới xử tròn bốn phần làm con. Nói thì nói như vậy, chứ thủng thẳng một vài tháng nữa rồi anh sẽ đi, để coi mùa khoai năm nay trúng hay không đã chứ. Ý, có ai đi tới? Thôi, em về nghe anh Tùng. Tới chưa chú Tam? Tới rồi. Đó, chiếc ghe chở gạo đậu sát gấp già đó. Bữa nay trời mưa tối mò, tôi với anh dễ làm ăn lắm. Ý chà, sao tôi hồi hộp quá chú Tam ơi. Đừng ngán. Thiệt cũng vì thương con mà tôi làm một chuyện trái với lương tâm như vậy. Được rồi, quay theo tôi nè. Nằm sát xuống bò tới. Anh trộm. Bắt nó. Ăn trộm gạo, tao đố mày chạy thoát. Tao đố mày. Trời ơi, cha, sao cha điên trộm thế này cha? Tùng con, lỡ rồi bây giờ làm sao đi con? Cha ơi, dân làng họ rửa cần tới rồi. Cha bỏ mâm gạo lên đó đi. Cha chạy đi cha. Mà rồi Bắt nó. Được rồi, chạy đi đâu cho khỏi. Ủa, tưởng ai đâu là không về thằng Tùng. Vậy mà hồi nãy tôi ôm được nó, nó dăng hất tôi dăng xuống mương chứ. Mày quá mày rồi nghe Tùng. Hôm rồi nó vụ trộm cắp trong xóm này chắc cũng là mày chứ không ai. Thưa chú, xin chú. Im mày. Tao là người chức kiệt, ai chúng cháu vô mày mày. Cho mày hai tía tao mà ăn trộm hả, tao cũng bắt như thường. Anh em đâu? Dạ. Yeah. Quyền đầu nó lại, giải nó lên quận cho nó ở tù đốt xương. Gió trở lạnh la rơi ngoài sông cửa, giữa lao tù lòng chanh nhớ quê hương. Thương cha già mái tóc điểm sương, còn đau khổ bởi cảnh nhà cơ cực. Tùng con, cha, trời ơi tội cha làm mà con chịu. Mẹ con nhớ con ngày đêm than khóc. Con ơi cha nghĩ thương con. Sự tròn câu hiếu thảo, sanh thành con biết báo. Tội của cha thầm con phải chịu. Gia đình của ta chỉ có còn biết lo lắng phiền tình. Từ khi con còn thơ ấu đến lúc trưởng thành, con vẫn chịu gian lao. Rồi ngày thành nhân, cha mẹ già nua vẫn chịu điều cơ cực, còn phải lo bù đắp cho con. Đứa lớn khôn ngoan nên mẹ cha chịu chuộng, đứa nhỏ thì hiền lành. Vậy mà ngày xưa cha nỡ ghét bỏ cho. Cha đừng bận lòng, con chịu cảnh lao lung bởi muôn cho vui và sống thân. Để cha mang khổ trong lòng mà con nào ngó cho ăn. Cha về nhà đi, bảo mẹ con chớ quá lo rầu. Đôi ba tháng nữa
trời gần tối, cha hay về đi, kẻo mẹ con trông. Thôi, cha về nha Tùng. Anh Tùng. Em là xa xôi quá mà em cũng lặng lội ra đây thăm anh hay sao? Anh Tùng, nay giờ em rình nghe bác hai nói chuyện với anh hết rồi. Anh Tùng ơi, nơi lao lý anh thay cha để cho tròn chữ hiếu, thì nơi miền quê cũ em sẽ thay anh phụng dưỡng từ thân cho tròn tiếng giáo thề. Anh đã hy sinh để thay tội cha già, vậy mà anh chỉ quanh đâu cần biết đến, cứ mắng anh là phường trộm đảo bất lương. Còn mẹ anh thì bỏ nước bỏ cơm, thân yếu đuối một ngày thêm héo hắt, tuổi già nua chịu bao nỗi sầu chồng chất, bởi buồn đau thương nhớ đứa con hiền. Em Lan ơi, anh không ngại kiếp đời lao lý, chỉ thương mẹ già năm tháng mỏi mòn trong. Anh ơi, đôi ta đang đứng gần nhau trong gang tấc, mà em cứ tưởng chừng như cách trở quan sang. Mối tình nghèo không quản ngại thời gian, dù bão tố vẫn bền gan cùng tuế nguyệt. Sao ai nỡ cách ngăn một niềm yêu tha thiết, khép chặt đời anh sau cánh cửa lao tù. Tháng năm buồn lũ lượt qua sông, anh có dõi mắt hướng về nơi quê cũ. Ở phương ấy có người đang ủ rũ mộng ngóng anh về qua giấc mộng tàn canh. Thôi, em về nghe anh Tùng. Em hãy về đi em. Tôi đã nói cô ba dưỡng ba rằng miếng đất đó không tới năm công, có bán cũng không được bao nhiêu tiền. Lại thêm cái mã của ông già còn chôn trên đó thì làm sao mà bán được. Anh hai sẽ khéo lò xa quá. Muốn bán thì cái việc bán, không lẽ bán rồi chủ mua họ biểu mình đào mã dời đi chỗ khác. Mình để cho cô ba dượng ba bán rồi chia nhau xài. Vợ chồng mình túng thiếu gì mà phải đợi bán đất hương quả mới có tiền ăn. Chị đừng nói cái giọng cầu cao của chị mà chị hai. Ai không biết gì giàu. Giàu quá mà sao nuôi không nổi bà già. Để cho bà cụ bơ cụ bất để cho bà con cô bác người ta cười. Bà già rồi bà sanh tật, bà muốn đi đâu bà đi. Bộ tôi đuổi bà sao cô nói. Còn cô có hiếu quá à. Sao cô không nuôi bà để cho thiên hạ khỏi cười. Vợ chồng thằng này nghèo quá mà, có hai mẹ ăn đây mà chả gạo còn không ra, làm sao nuôi nổi bà già. Sợ có thứ giàu tiền bạc cả tủ mà em út không ai nhờ được. Thờ vợ như thờ bà vậy mới sợ người ta cười. Chứ nghèo như vợ chồng thằng này mà ai cười. Ê thằng kia, mày qua đây mày nói xấu tao đó hả mày thằng khốn nạn. Tao đập nát đầu mày bây giờ. Ngon thì nhào vô. Mày thách tao hả? Nè, thách thật. Quang. Anh chị ơi, mẹ già ta còn đang lang thang giữa trời mưa gió, mà anh chị nỡ sâu xe mảnh đất của tổ tiên đã gầy dựng mấy năm. Có lẽ giờ đây người mẹ già nua đã ngã gục đi bên đường. Hãy cùng em đi tìm cho gặp mẹ, rước mẹ về kẻo lối đảo làm con. Anh chị ơi, rất đổi loài quá kia, khi mẹ nó già đàn con còn biết kiếm mồi về nuôi mẹ. Huống chi ta là loài người há thua, loài điếu thu chẳng nhớ câu hiếu đạo làm đâu. Chú Tùng nói phải à mình, tôi hối hận quá. Tôi cũng vậy, thôi lo đi tìm mẹ về mình.
Mẹ, anh chị con đi rước mẹ về nè mẹ. Tùng con ơi, mẹ tưởng mẹ với con không còn gặp mặt trên cõi thế gian. Vì sau khi con lìa bỏ quê nhà đi tìm kiếm chốn sanh nhai, thì mẹ phải hứng chịu bao cảnh phũ phàng cay đắng. Nhưng lòng mẹ thương con bao giờ cũng bao la như biển cả. Được gặp các con trước giờ nhắm mắt cũng đủ mừng vui và an ủi thân già. Lan con ơi, kể từ đây con sẽ là dâu hiền của mẹ, đoàn viên dưới mái gia đình, nặng tình mẫu tử đẹp tình phu. Thank you.
Ôi một mùa trăng đầy thơ với mộng có ngàn lời thương có vạn tiếng giao thề. Nhân chuyện tình yêu nào có ai ngờ, ai có ngờ đâu một đêm trăng vỡ cầm tay đang lòng chàng khẽ hỏi người yêu. Mộng cầm ơi kìa dần trăng vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Tình tan vỡ theo mùa trăng tàn uống, thôi thế là thôi lỡ cô nhân rồi. Duyên đôi ta đã vỡ mộng rồi anh ơi. Dần trăng vàng chơi chơi, trăng ơi trăng vỡ từ lâu rồi, trong tiếng hát u hoài đời xưa còn mờ in bóng ai ơi. Theo dấu chân vẫn chưa mờ phai, tình ban đầu vì đâu người ơi đến
dần trăng ai sẽ làm đôi nửa in đôi chiếc nửa soi dẫn trường. Thôi hãy quên đi nỗi buồn kỷ niệm, chôn kính ân tình trong đáy biển thời gian. Thank you.